con dâng lời cảm tạ ơn Chúa Thánh Linh đã cho chúng con thì giờ quý giá này để cho con nhóm nhau lại học lời của Chúa. Để buổi tối hôm nay chúng con học tiếp về sự cầu nguyện, một trong những nền tảng trong giáo lý căn bản của Tin Lành Đấng Christ. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh là thần đã thật, xin dẫn chúng con vào trong đã thật của lời Ngài. Xin mở trí cho tâm trí xác thịt của chúng con và cho tâm linh chúng con được sức giàu từ nơi Ngài, để cả thân hồn và linh chúng con được Chúa dẫn dắt, để xác thịt hiểu được pháp của Chúa, tâm linh hiểu lời của Chúa, cả hai hiệp một để làm theo lời của Ngài. Xin Chúa dạy dỗ và ban ơn cho con thì giờ có cân này. Cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta học tiếp là phần cầu nguyện bởi đức tin. Vậy thì cầu nguyện bởi đức tin có nghĩa là gì? Trước hết chúng ta phải hiểu rõ đức tin là gì. Đức tin là sự tin quyết của tâm linh mình vào đấng mình tin cậy. Vậy thì đức tin tức là cái niềm tin của tâm linh mình vào Đức Chúa Trời. Mà Đức Chúa Trời chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà có thể nhận biết Ngài qua lời của Đức Chúa Trời. Như vậy đức tin là thực chất căn bản của những điều mình đương trông mong. Khi người ta muốn xây dựng một ngôi nhà, một công trình, người ta cần nhất cái nền. Nếu không có nền thì không có thể xây dựng được gì hết, cần nhất là cái nền. Và khi người ta đã có nền rồi, người ta có thể xây bất cứ điều gì trên đó. Và khi có một cái trụ cột đã được dựng nên đấy rồi, thì cho dù phong ba bão táp, người ta vẫn có thể đứng vững được nhờ cái cột trụ đó. Khi cột trụ được vững vàng thì người ta ôm chặt cột trụ đó, cơn bão sẽ qua đi, họ vẫn đứng vững vàng. Thế bất cứ điều gì cũng vậy, về đức tin là thực chất căn bản của những điều mình đương trông mong, tức là lời Chúa là nền tảng, là thực chất căn bản. Thực chất căn bản tức là những vật liệu chắc chắn nhất mà mình có thể trông cậy được để xây dựng. Ví dụ người ta xây dựng ngôi nhà, người ta tin quyết ngôi nhà chắc chắn bởi vì có xi măng, có cốt thép, có nền vững vàng, có tất cả mọi kỹ thuật hợp một lại để xây dựng ngôi nhà đó. Và đó là thực chất căn bản. Thực chất căn bản không phải là đồng tiền. Nếu đồng tiền không được biến đổi nó thành thực chất căn bản thì đồng tiền không xây được gì hết. Thì cũng có thể như vậy, đức tin mà không có việc làm, đức tin chết. Như vậy đức tin là điều chúng ta hiểu rõ về lời của Đức Chúa Trời trong sự hiểu biết này, tin cậy lời của đó và sử dụng lời của đó trong sự hiểu biết của mình. Nếu chúng ta biết rằng ồ xi măng là vật tốt, nhưng nếu không biết hiểu biết đó, chúng ta sử dụng xi măng sai không có tác dụng đâu. Nếu xi măng không có cát nó không bền vững. Chỉ xi măng không nó sẽ bể. Mà nếu ít xi măng quá nhiều cát quá không bền vững, không kết cấu tốt. Nhưng nếu quá nhiều xi măng ít cát cũng tương tự như vậy. Như vậy thì mình phải hiểu rõ luật pháp của Đức Chúa Trời và áp dụng luật pháp đó theo đúng cách của Đức Chúa Trời. Như vậy đức tin là sự hiểu biết về lời Đức Chúa Trời phải sử dụng đúng cách. Như vậy khi chúng ta cầu nguyện bởi đức tin, tức là chúng ta đã tin quyết vào cái điều mình tin cậy đó, đặt niềm tin vào đó rồi, và chúng ta cầu nguyện với Chúa căn cứ theo điều chúng ta đã có. Chúng ta nói ví dụ, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta một ngôi nhà. Chúng ta có quyền cầu xin điều mình muốn, mình thành chất như vậy. Nhưng mà chúng ta có nhận được ngôi nhà đó hay không là còn tùy thuộc vào điều kiện chúng ta có đặt niềm tin vào. Có nhiều người hiểu sai rằng Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương, nên khi tin Chúa rồi cứ xin thôi, nhưng mà không được. Là bởi vì Kinh Thánh chép, nếu có ngươi cứ hằng ở trong đạo ta, nếu ngươi cứ các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Và nếu ta có các điều răn của Chúa mà làm theo điều đó thì cầu xin mọi điều mình muốn ác sẽ được ban cho. Như vậy thì để chúng ta có thể xin được điều Chúa ban cho, trước hết chúng ta phải hiểu rõ được trách nhiệm của mình trước mặt Chúa. Chúng ta làm theo luật pháp Đức Chúa Trời đủ điều kiện rồi, vậy thì chúng ta biết rõ rằng chúng ta không phạm tội nữa. Chúng ta có yêu mến Chúa, có làm theo lời của Chúa. Vì chúng ta xin Chúa đây là hợp pháp, bởi vì chúng ta không tham lam, chúng ta có nhu cầu thật. Và điều chúng ta xin Chúa đó đẹp lòng Chúa, bởi vì Kinh Thánh có chép về đó đó. Vậy thì mình chắc chắn sẽ được, thì mở miệng xin là sẽ được. Nên Chúa sư phán là trong khi nghi đức nguyện tin chắc điều mình muốn, ắt sẽ được ban cho. Như vậy thì lời cầu nguyện bởi đức tin có nghĩa là khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải hiểu rõ chúng ta dựa trên một nền tảng nào để xin Chúa cái điều đó cho mình. Chúng ta không thể xin Chúa điều mà Kinh Thánh không có hứa. Chúng ta không thể xin Chúa cái điều gì mà Chúa nói ta không thể cho. Ví dụ tôi không thể xin Chúa tôi ba người vợ được, vì cái thánh chất chỉ có một chồng một vợ thôi. Hoặc là Chúa bảo chúng ta không được tham lam, vậy chúng ta không thể cầu xin Chúa cho con trúng số được. Đó là cái điều nghịch với luật pháp. Như vậy thì cầu nguyện bởi đức tin không có nghĩa là hễ mình tin điều gì đó và mình xin sẽ được. Có nhiều người tin rằng ô Chúa giàu có mà xin chắc chắn Chúa sẽ cho thôi. Đúng, Chúa giàu có, Ngài có thể làm nên mọi sự, muôn vật đều dựng nên bởi Ngài. Nhưng mà không phải vì cớ mình thấy tất cả mọi sự Chúa có thể làm được và mình xin mà được đâu. Thế nên cầu nguyện đức tin rất quan trọng. Mình phải hiểu rõ cái điều mình sẽ xin, nó căn cứ với bổn tánh của Đức Chúa Trời.
Đừng xin Chúa bởi cơ uy quyền của Chúa, mà phải xin Chúa theo bổn tánh của Chúa. Bởi uy quyền của Chúa là vô đối, Ngài có thể tạo dựng nên muôn vật, Ngài có thể cho chúng ta cả một giải thiên hà. Nhưng mà chúng ta có xứng đáng để được không? Đó. Như vậy thì không phải chúng ta nhìn thấy xin mà được, mà phải hiểu biết để xin. Chứ chúng ta thấy răng và gia cơ là hai môn đồ đi với Chúa. Người kia nói lại Chúa, khi Chúa được vinh hiển rồi thì xin Chúa cho mỗi anh em chúng tôi, mỗi đứa ngồi bên hữu bên tả Chúa. Chúa nói các người không biết điều mình xin, không hiểu đi mình xin điều gì cả. Các người có thể uống được chén ta uống không? Dạ uống được. Phải, các người có thể uống chén ta uống được. Nhưng mà cái chỗ ngồi bên hữu ta hay bên phải ta là phải do các người muốn mà được. Mà đó là Đức Chúa Cha dành sẵn cho người nào xứng đáng. Đó là một cái lời Chúa cho chúng ta biết về điều chúng ta nên xin trong đức tin như thế nào. Như vậy thì không phải hễ mình tin điều đó mà mình nói đó sẽ được. Nhưng phải biết rõ rằng chúng ta đặt một cái nền tảng trước khi nói. Làm thế nào để chúng ta có thể nói cái chính xác được? Bởi cái đó nên Chúa nói chúng ta phải tái sanh. Tâm linh chúng ta được tái sanh. Khi tâm linh chúng ta được tái sanh, khi chúng ta đọc lời Chúa như vậy đó, tâm linh chúng ta ghi tạc vào lời Chúa trong lòng chúng ta. Nó ghi rất là kỹ còn hơn máy computer. Khi vào trong ổ cứng của nó rồi, là khi nó đối diện bất cứ việc gì đó, nó tự phát hiện được cái điều đó không hợp với cái hệ thống của nó. Nó sẽ báo error, không được. Thì tâm linh chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta định mở miệng xin điều gì, thì tâm linh phát hiện tâm trí xác thịt định xin điều đó. Lập tức nó nói không được đâu, bởi vì không đẹp lòng Chúa. Nó vừa sự tham lam, tức vừa sự ích kỷ, nó vừa sự kiêu ngạo, nó vừa sự ganh ghét. Thì không thể được. Kinh Thánh chép này, nếu lương tâm chúng ta đã khiến chúng ta bất an thì chúng ta không thể xin được điều gì cả. Lương tâm nó là tâm linh. Bởi cái đó nên chúng ta phải hiểu rõ được luật pháp Đức Chúa Trời. Như vậy đi, trước khi chúng ta cầu nguyện bởi đức tin, chúng ta phải dựa trên luật pháp của Đức Chúa Trời. Những điều tôi mong muốn Đức Chúa Trời ban cho như là chữa lành này, ban phước hạnh này, ban sự giải cứu, ban sự giải phóng, làm phép lạ đó, phải hợp pháp ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta là đấng công bình, Ngài yêu chúng ta, nhưng Ngài đấng công bình, Ngài không tỳ vị ai cả, và Ngài không coi kẻ có tội là vô tội. Như vậy thì một người khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời để cầu xin với Chúa điều gì, thì mình phải nhận biết trước hết lời cầu nguyện của mình có thấu được đến tai Chúa hay không. Ví dụ chúng ta có điện thoại, nhưng nếu chúng ta không có đăng ký chương trình gọi điện thoại quốc tế, không có thẻ gọi điện thoại quốc tế, chúng ta không thể gọi được. Không phải cứ có điện thoại mà gọi được đâu. Cũng như là không phải anh cứ có máy computer là anh có thể kết nối internet được. Nên anh không đăng ký mạng, anh không thể vào được. Trước khi ta mở miệng xin Chúa điều gì, chúng ta phải hiểu rõ điều thứ nhất là liệu lời cầu nguyện của mình đó đến tai Chúa được không. Vì Kinh Thánh có chép này, tay Đức Giê-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe các ngươi được. Nhưng mà vì cớ sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời. Như vậy nếu một người có tội thì lời cầu nguyện của người đó không thấu đến tai Chúa được. Thì cũng có thể như vậy, tâm linh chúng ta được tái sanh sẽ giúp chúng ta nhận biết được khi nào chúng ta nên cầu nguyện và khi nào đừng cầu nguyện vội, cho đến khi chúng ta làm sạch tội lỗi mình. Ở trong Ngôn Sách đoạn 1 nói rõ là muôn vàn của lễ của ngươi có can hệ gì đến ta đâu. Tại đấy làm nặng nề và gánh lấy cái của lễ của ngươi. Nếu ngươi muốn đến gần ta, muốn biệt lập cùng ta, trước hết ngươi phải rửa sạch tay mình đi. Không làm điều ác nữa. Đừng cầm của cầm của ai cả. Đừng hài hiếp ai cả. Tức là tất cả mọi giữa ngươi làm đó phải hợp pháp cho mà ta làm sạch tội đi. Khi các ngươi không còn phạm tội nữa, đến cùng ta biện luận đi. Bây giờ ta sẽ xưng ngươi là công bình. Bởi vì ngươi hiểu rõ rằng ta không tê vị ai cả. Và ngươi biết rõ cái công việc mình phải làm sạch tội mình. Vậy thì cái công việc đó là sự hiểu biết của ngươi về luật pháp công bình của ta, thì ngươi sẽ được xưng công bình. Đức Trời chúng ta không cần của lễ. Đức Trời muốn chúng ta sự thành thật ở trong lòng chúng ta. Thì nếu chúng ta nhận biết công việc của mình xin đó là hợp pháp trong mặt Chúa, xin cho nước Chúa, xin cho mình để mình có đủ để làm điều này điều kia. Nếu mà tâm linh chúng ta không chống lại chúng ta, nghĩa là tâm linh chúng ta nói chúng ta hợp pháp, bởi vì chúng ta có nhu cầu. Chúng ta xin được đó không phải là tham lam, không phải là ích kỷ, không phải là cái điều gì mà chống lại luật pháp của Chúa. Vậy thì tâm linh đã không chống lại thì chúng ta dạn dĩ đến trước mặt Chúa cầu xin, thì chúng ta chắc chắn sẽ nhận được điều đó. Như vậy cầu nguyện đức tin rất quan trọng cho chúng ta, dựa trên luật pháp Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải hợp lý rằng điều chúng ta công bố đó sẽ được chấp nhận. Không phải căn cứ vào sự tin của mình, nhưng là căn cứ vào theo luật pháp công bình Đức Chúa Trời. Ngày nay có rất nhiều người ở trong các nhà thờ, họ tin vào Đức Chúa Trời quyền năng có thể làm điều đó và họ xin, nhưng họ không nhận được. Họ quên với bổn tánh của Chúa là công bình, không tin vì ai cả. Trước khi chúng ta mở miệng cầu xin với Đức Chúa Trời thì phải biết rằng Ngài không nhận hối lộ. Ngài cần cái tấm lòng trong sạch của chúng ta.
Và khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, không được cầu nguyện rườm rà, không được khóc lóc kể lể, tưởng rằng cứ khóc nhiều lần như vậy đó thì Chúa thương, Chúa cho. Không phải đâu. Chúa muốn chúng ta hiểu rõ Chúa là công bình. Vậy thì khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta đến với trong sự tin cậy, hiểu biết Chúa. Và đến với Chúa, chúng ta thư chuyện với Chúa, nói rõ cái nhu cầu mình cần. Và căn cứ theo lời của Chúa đã có chép, mà mình dặn dĩ đến với Chúa như vậy, thì Chúa sẽ rất vui lòng và ban ơn cho chúng ta. Không những ban ơn cho mình mà thôi, mình có thể cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho người khác được nữa. Kinh Thánh chép về Chúa Giêsu như thế nào? Ở trong Ê-sai đoạn 53. Tôi tớ công bình của ta, lấy sự thông biết về mình khiến cho nhiều người được xưng công bình. Chúa Giêsu đứng nơi sức mẻ cầu nguyện thay cho chúng ta. Trên thập tự giá, Chúa vẫn cầu thay cho chúng ta. Chúa cầu xin cha đừng phán xét họ vì họ không biết họ làm điều gì cả. Bởi bởi cơ đó nên Đức Cha nhận lời Chúa Giêsu, bởi vì Ngài sống đẹp lòng Đức Chúa Cha. Thì cũng có thể như vậy. Lời cầu nguyện của Đức Tin có sức mạnh, mạnh hơn tất cả các lời cầu nguyện khác ở trong tất cả mọi thể loại xin. Như vậy thì khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta biết là chúng ta không còn mắc nợ bởi tội lỗi nữa và ma quỷ không thể kiện cáo chúng ta được. Chúng ta nên nhớ rằng khi chúng ta mở miệng cầu nguyện, ma quỷ nghe rõ lời cầu nguyện chúng ta. Mà nếu đối với chúng ta có phạm lỗi mà lời cầu nguyện đó vẫn còn dính dấp đến tội lỗi, nó kiện chúng ta và chúng ta không nhận được. Như vậy thì trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu Ngài là quan án công bình. Ngài biết rõ tất cả mọi sự. Vậy thì khi chúng ta đến trước mặt Chúa, chúng ta phải nhận biết mình là người công bình chứ không phải là một tội nhân. Tội nhân có quyền xin Chúa tha thứ, nhưng không kể xin Chúa ban phước được. Nhưng khi chúng ta làm đẹp lòng Chúa rồi, chúng ta có quyền xin Chúa ban phước. Khi ta cúp chiêm bao thấy cái thang mà Đức Chúa Bắc từ dưới đất lên trời như vậy đó, và Đức Chúa Ba ngồi trên đầu thang, tỉnh dậy ông hiểu điều đó rồi ông cầu xin Chúa: nếu như Ngài đưa đường tôi đi bình an, cho bánh ăn, cho áo mặc, đưa tôi về bình an nhà của cha tôi, thì Ngài sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Ông có tin Chúa điều đó, và sau này ông kinh nghiệm được chính Đức Chúa Trời đã ban điều đó cho mình để được xưng được công bình. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rõ trong tất cả mọi sự, chúng ta phải biết rõ là chỉ có khi nào chúng ta được xưng công bình trước mặt Chúa, không còn tội lỗi vướng vấn mình nữa, thì chúng ta dạn dĩ mở miệng xin Chúa thì chắc chắn sẽ được ban cho. Đức tin đây không phải là sự tin mình tin hay là niềm tin của mình, nhưng đức tin lập trên lời của Đức Chúa Trời. Bởi cái đó nên chúng ta phải học thông đạo lời của Chúa. Khi chúng ta học thông thạo lời của Chúa rồi đó, tâm linh chúng ta giúp chúng ta phân tích. Khi chúng ta định cầu nguyện với Chúa xin điều gì đó, thì ngay lập tức trong lòng chúng ta có tiếng nói, cho chúng ta có sự dạn dĩ để mở miệng ra nói. Khi chúng ta đang nghĩ xin thôi, tâm linh đã biết rồi. Bởi vì tâm linh chúng ta là nơi Đức Thánh Linh ngự, mà Thánh Linh là đứng dò biết lòng dạ lời người. Và đó là sự hiểu biết Kinh Thánh rất quan trọng cho chúng ta. Có nhiều người ngày hôm nay không thích đọc Kinh Thánh, thích hiểu biết nhiều sự mầu nhiệm để đi khoe. Rồi hết có chuyện gì đó lại cầm phone đi hỏi chị nọ, hỏi chị kia xem này, cái chỗ đó ở chỗ nào đấy em không nhớ. Và bởi cái đó nên người ta chỉ khoe mình, còn trực tiếp người đó không xin được điều gì. Bởi vì người ta không đọc Kinh Thánh, mà không đọc Kinh Thánh thì tâm trí không nhớ, tâm linh không có. Giống hệt như máy vi tính vậy. Nếu mình không đưa chương trình vào máy vi tính thì máy vi tính không nhìn thấy nó. Chúng ta không thể ghi nhận một cái điều gì mà không có trong máy vi tính. Vậy nó phải lên trên màn hình chúng ta nhìn thấy rồi. Khi chúng ta đã lưu nó lại trong máy vi tính rồi thì bây giờ máy vi tính có. Thì cũng có thể như vậy. Nếu chúng ta lưu vào trong chương trình máy vi tính đó một cái bộ phận phần mềm chống các vi trùng điện toán chẳng hạn, thì nó sẽ dò trong tất cả các phần mềm đang chạy đó. Nếu có một cái vi trùng nào lạ vào, nó báo ngay lập tức. Thì cũng có thể như vậy. Cái ổ cứng bên trong các chương trình, bên trong ổ cứng đó, nó giống như là tâm linh chúng ta. Có cái màn hình giống như bộ não, tâm trí xác thịt đấy. Vậy nếu chúng ta có lời Chúa trong lòng mình thì tâm linh sẽ giúp chúng ta nhận biết được cái điều mình xin có đúng không, có hợp pháp không. Trong sách Côlôse đoạn 2 câu 6 đến câu 7 chép: anh em đã nhận Đức Chúa Jesus Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy, hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững. Tùy theo anh em đã được dạy dỗ, hãy dư dật trong sự cảm tạ. Khi chúng ta có luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ta thực hành đức tin. Nếu chúng ta có lời Đức Chúa Trời và chúng ta được huấn luyện về đức tin, chúng ta sử dụng lời Đức Chúa Trời và khi anh đức tin mình cầu xin Chúa dựa trên điều đó, thì chúng ta sẽ thấy kết quả xứng đáng cho mình ngay lập tức: sự chữa lành, sự giải cứu, sự giải thoát, sự giải phóng người ta ra khỏi quyền lực ma quỷ, thậm chí đánh chặn đuổi ma quỷ ra khỏi thân thể chúng ta, ra khỏi công việc chúng ta nữa. Kinh Thánh chép mà lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu cả bệnh, nếu có đó có phạm tội cũng được tha nữa. Nhưng bởi cái đó thì lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ khiến cho quyền năng nơi trời khai phóng ra để đem lại lợi ích cho chúng ta. Galati đoạn 3 câu 22 chép:
Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi hầu cho điều chí đã hứa bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ mà được ban cho những kẻ tin. Nếu chúng ta đã tin rằng Chúa đã tha thứ tội lỗi mình rồi, như vậy thì mình không phải là tội nhân nữa. Vậy thì mình đến trước mặt Đức Chúa Trời không phải là tư cách của một tội nhân đến với quan án nữa, mà tư cách của một đứa con đến với cha của mình. Và Chúa nói nếu các ngươi còn là vốn là xấu, còn biết cho con cái của mình điều tốt thay, huống như xuống chi cha các ngươi trên trời là không ban của tốt con của cho những kẻ tin ngài sao? Như vậy chúng ta hiểu rõ lời cầu nguyện đức tin có quyền năng rất là mạnh. Và ta xem phần nữa là tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta biết rõ rằng chúng ta cầu nguyện với ai, chúng ta phải xưng danh đứng đó. Đừng bao giờ cầu nguyện chung chung ôi lạy Chúa, bởi vì ma quỷ cũng gọi nó là chúa của thế gian này, và chính Chúa cũng nói là ma quỷ là chúa của thế gian này. Chúng ta phải cầu nguyện này kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời, hoặc là kính lạy Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể cầu nguyện hoặc Đức Chúa Trời hoặc Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, vì Kinh Thánh chép chính ngài là Đức Chúa Trời. Và chúng ta cầu nguyện Đức Thánh Linh chính ngài là Đức Chúa Trời cũng là một. Và chúng ta khi cầu nguyện với Chúa như vậy đó, chúng ta tin chắc rằng sẽ có một đấng tối cao, đấng đang hiện diện ở cạnh chúng ta, đấng cai trị muôn vật đang ở cạnh chúng ta và ngài đang nghe chúng ta cầu nguyện. Mình phải tin quyết điều đó. Bởi vì ngày nay có nhiều người không tin quyết điều đó, nên trong khi họ cầu nguyện cái thái độ họ không đúng đắn. Hầu nguyện ba vơ. Nên tốt nhất khi chúng ta cầu nguyện để chúng ta không bị phân tâm, nên nhắm mắt lại, tập trung lại để cầu nguyện với Chúa. Lời nói thật rõ ràng. Và trong khi chúng ta cầu nguyện phải biết rằng ngài đang lắng nghe lời cầu nguyện chúng ta. Vậy chúng ta để cầu nguyện theo đúng cái điều chúng ta đã sắp xếp ở trong lòng mình. Cầu nguyện với Chúa đúng cái điều mà mình muốn, đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta phải biết rằng ma quỷ đang nghe và sẵn sàng cướp những gì chúng ta nói mà không chính xác. Như vậy, khi chúng ta cầu xin cha ban cho mình điều này điều kia, chúng ta thưa chuyện với Chúa, ngài là cha của mình, xưng con với ngài. Hoặc nếu chúng ta đang cầu nguyện với Chúa bởi xin ngài là quan án của mình mở phiên tòa để xét xử mình và quyền lợi chứng cứ cho mình, thì mình xin danh Chúa là Đức Chúa Trời là quan án công bình của cả vũ trụ này. Kinh Thánh chép này, ngài đang ngồi tòa để xét xử muôn dân trong Thi Thiên 9. Vậy thì con đến trước mặt Chúa, con cầu xin Chúa mở phiên tòa để xét xử vấn đề này, vấn đề này, vấn đề này. Chúng ta phải trình dâng lên Chúa cái điều kiện đó và cái lý do chúng ta xin. Bởi vì Kinh Thánh có chép. Nếu ta hiểu biết Kinh Thánh như Thi Thiên 7, Thi Thiên 9 nói rõ về sự cai trị Đức Trời trên muôn vật, vậy chúng ta có thể đến trước mặt Chúa và cầu xin. Vậy thì mọi lời chúng ta cầu nguyện, trong lúc cầu nguyện nói, chúng ta phải tin chắc rằng Chúa đang nghe và ngài sẽ thẩm tra mọi chi tiết chúng ta đang trình dâng cho ngài. Thế gian này khi người ta đệ đơn thường là thêm lời, thêm tình tiết để có lợi cho chính mình, nhưng không thể làm điều đó với Đức Chúa Trời được. Vì Chúa biết rõ tất cả mọi sự, lời chưa ra khỏi miệng chúng ta Chúa biết rõ rồi. Vậy thì đến với Chúa phải tin quyết một điều, ngài biết rõ mọi sự đó. Bởi vì trung thực đối với Chúa, giải bày tấm lòng của mình ra trước mặt Chúa. Bởi cái đó nên khi chúng ta được tái sanh nhờ Thánh Linh giúp đỡ thì chúng ta không vu cáo, chúng ta không thêm bớt điều chi cả. Điều gì có thật chúng ta trình dâng với Chúa điều đó, và chúng ta nói rõ với Chúa tất cả mọi sự về mình và điều mình cảm nhận điều đó. Nên đừng bao giờ cầu nguyện chung chung với ôi lại Chúa nếu như đừng có chữ nếu ở đây. Mình phải biết công việc mình đối diện đấy là việc như thế nào, mình có bị oan hay không bị oan, và người ta hài hiếp mình như thế nào, tình trạng nghiêm trọng ra sao. Chúa biết rõ điều đó, có thể còn biết tinh vi hơn mình. Vậy thì mình biết điều gì, mình nói theo điều mình hiểu biết điều đó, không được thêm bớt, không được vu cáo, không được gian lận, để Chúa ghét điều đó. Như vậy chúng ta phải biết rằng ngài là quan án của mình, không tin vì ai cả. Vậy thì không phải vì cớ mình trung tín nhóm lại, mình trung tín dâng hiến, mình dâng hiến rời rộng hay mình phục vụ nhiều mà ngài sẽ tây vệ mình đâu. Không có chuyện đó. Vì đó công việc chúng ta đáng phải làm, trách nhiệm công dân phải làm trước mặt cha. Nếu chúng ta có làm phụ trội, ngài sẽ ghi nhớ điều đó và ngài sẽ ban phước lại. Ngài không bao giờ để chúng ta bị thiệt. Nhưng mà không phải đó là của lễ để vì cớ đó mà Chúa tây vệ mình trong sự xét xử đâu. Không. Vậy khi chúng ta hiểu biết điều này thì khi đến với Chúa xin Chúa xét xử đấy, thì chúng ta phải đến với Chúa trong sự công bình. Lời cầu nguyện của chúng ta không thể thay đổi ý định của Đức Trời. Nhưng lời cầu nguyện chúng ta đến với Chúa để thỉnh cầu ngài, kiến nghị, đề nghị ngài giúp đỡ. Vậy thì Chúa sẽ căn cứ theo luật pháp công bình của ngài và cai trị. Chứ không vì cớ chúng ta là con hay là tôi tớ Chúa mà ngài bênh vực. Không có đâu. Chúa bênh vực lời của ngài. Bởi cái đó thì chúng ta hiểu rõ được lời cầu nguyện chúng ta không thể thay đổi ý định của Chúa.
như là thay đổi cục diện, thay đổi vấn đề. Tại sao Chúa không tự làm cho điều đó cho chúng ta? Ví dụ khi kẻ ác hại hiệp chúng ta, bóc lột chúng ta, lừa dối chúng ta, Ngài không can thiệp. Bởi vì Ngài đang huấn luyện chúng ta. Ngài là quan án công bình. Ngài không phải đầy tớ của chúng ta. Chính bởi chúng ta phải hiểu rõ là mình đang ở đâu. Chúng ta đang đánh trận. Chúa là quan án công bình. Ngài muốn chúng ta hiểu biết. Và Thánh Linh của Chúa có thể bày tỏ điều này điều kia trong chiêm bao, trong cải tượng, trong lời của Chúa để báo động chúng ta. Và chúng ta nhạy bén được thời kỳ chúng ta đang sống trên đất này là thời kỳ nào. Và sự tu tâm đang tu tâm như thế nào. Vậy chúng ta phải tỉnh thức vì điều đó. Thì khi chúng ta có cầu nguyện xin Chúa bênh vực mình thì phải thưa gửi với Chúa theo đúng theo luật. Khi Thánh có chép điều đó và chúng ta căn cứ vào điều đó để thực hiện. Điều này ví dụ đối với chức vụ của tôi. Khi có người vu cáo tôi, tìm cách lột trần tôi, ảnh hưởng đến chức vụ cho ban cho tôi quyền đến trước mặt Chúa, tôi công bố lời Đức Chúa Trời rằng là Chúa, Kinh Thánh có chép chức vụ này là Ngài phong tặng cho con như một của ban cho, người ngoại đến gần sẽ bị xử tử. Vậy thì những người này là ai mà dám phán xét chức vụ Chúa ban cho con? Trong Kinh Thánh có chép lời của Thánh đồ Phaolô rằng: "Hễ người, ngươi là ai mà dám phán xét tôi tớ của người khác?" Nó đứng vững hay không đứng vững là do quyền của chủ nó. Vậy những người đó là vu cáo con, làm tổn hại, làm ngăn trở đến chức vụ mà Chúa ban cho con, gây khó khăn đến chức vụ của con. Vậy con mời xin Chúa mở bên tòa để xem xét cho. Bởi vì Ngài là quan án công bình, Ngài ngồi tòa để xét xử muôn dân. Vậy bất cứ một công việc nào của những kẻ gian ác đó, nếu như họ đào hố để bẫy con ấy, thì con công bố rằng họ sẽ rơi cái hố họ đã đào. Vì Thi Thiên 7 có chép. Cái lưới họ giăng ra để bẫy con ấy, họ sẽ vướng vào cái lưới họ đã cài. Còn con được kêu Chúa kêu thoát, Kinh Thánh có chép điều đó. Như vậy trong khi mình cầu nguyện, mình không nói theo trí khôn của mình, không nói theo ý muốn của mình, nói theo điều Chúa đã hứa ban cho mình. Như vậy thì mình đọc Thi Thiên 7, Thiên 9, mình biết rõ đó, mình áp dụng, mình cầu nguyện với Chúa công bố điều đó. Và mình nói trong Thiên Chi Ê-sai là: "Phàm khi giới chế gian nghịch lại cùng tôi, hay là nghịch lại chức vụ của tôi, nghịch lại hôn nhân của tôi, nghịch lại gia đình của tôi, nghịch lại sức khỏe của tôi, nghịch lại kinh tế tài chính của tôi, sẽ không được thành lợi. Nhưng tôi có quyền phán xét những kẻ dưới lên chống lại tôi, là bởi vì tôi là tôi tớ của Đức Giê-hô-va, và Chúa ban ơn cho tôi tớ của Đức Giê-hô-va như vậy." Thì Thánh có chép. Như vậy thì chúng ta cầu nguyện như vậy, Chúa xưng chúng ta là công bình, bởi vì chúng ta biết rằng đó là lời Chúa ban cho chúng ta sở hữu nó. Như vậy chúng ta học cầu nguyện và học theo lời của Chúa để công bố có một biện chúng ta. Tại sao? Vì Kinh Thánh có chép là Đức Chúa Trời đã phán với lại Môi-se trong suốt Y Tu Ký đoạn 20 đó, là ngươi hãy lập cho ta một bàn thờ bằng đất, ở trên đó dâng của lễ bò và chiên. Như vậy thì thân thể chúng ta là bụi đất bỏ ra, môi miệng chúng ta là bàn thờ dâng của lễ, và thân thể xác thịt này được gọi bàn thờ bằng đất. Ở trên môi miệng chúng ta chỉ có hai thứ để dâng thôi cho Đức Chúa Trời nghe thôi, đó là thịt bò và thịt chiên. Bò nói về lẽ thật và chiên nói về luật pháp văn tự. Như vậy thì khi chúng ta dâng lời cầu nguyện, Kinh Thánh chép là cái lời cầu nguyện của thánh đồ như là hương thơm vậy. Đó. Như vậy thì khi chúng ta mở miệng cầu nguyện thì chúng ta phải có lửa, tức là sức quyền năng của Chúa Thánh Linh, sức dầu cho chúng ta để lưỡi chúng ta như cái lửa đó. Và lời của Chúa, luật pháp văn tự và lẽ thật đó được công bố qua một miệng chúng ta, dâng lên Chúa Đức Trời và có mùi thơm, tức là quyền phép Đức Trời. Và sẽ vượt qua tất cả mọi ngàn rào cản của quyền lực của ma quỷ trong không trung này và sẽ đấu thấu đến tại Chúa. Như vậy thì căn cứ theo lời của Chúa như vậy, luật pháp văn tự là chiên. Thế thì bò là cái gì? Chúng ta phải hiểu biết điều đó nữa. Ví dụ, khi chúng ta theo Chúa rồi, ma quỷ tìm cách hại hiếp chúng ta, không để chúng ta được tự do, khuấy quả chúng ta nhiều, thì chúng ta đến với Chúa, lạy Chúa. Trong Kinh Thánh có chép ở trong sách Lê-vi-ký đoạn 25, là trong năm hân hỷ đó, các ngươi phải cho phép chủ đất lại. Như vậy thì ma quỷ cũng vẫn còn là loài người, vì trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 14 và Ê-sê-chiên đoạn 18 có chép rõ ma quỷ vẫn còn là loài người. Vì luật pháp này cho cả thiên sứ, cho cả tâm linh lời của chúng con nữa. Vậy thì ma quỷ nó phải tôn trọng luật này, nhưng nó không chấp hành. Khi chúng con tiếp nhận Chúa rồi, chúng con thuộc về Chúa, Ngài là Chúa của chúng con, Ngài là Cha chúng con, chúng con phải được trở về nguyên chủ của mình, gia quyến của mình, nhưng nó không làm điều đó. Vậy xin Chúa mở phiên tòa xét xử nó. Như vậy thì chúng ta đã trình dâng điều đó lên trước mặt Đức Trời, và Chúa bắt Satan phải buông tha chúng ta. Đó là một cách ví dụ khi chúng ta cầu nguyện khiếu nại Đức Chúa Trời. Bởi đức tin, chúng ta sử dụng lời Đức Chúa Trời công bố qua mọi miệng của mình trong khi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Còn thế gian thì cứ kể lể than vắn than dài theo cách của họ để mong rằng quan án mũi lòng thương cho, nhưng đối với Chúa không có điều đó. Nên Chúa dạy chúng ta đừng có khi trong khi cầu nguyện đừng có nói dài dòng văn tự, đừng kể lể con cà con kê và nói nhiều lời. Đừng như người thế gian thì tưởng nhiều lời sẽ được nhận.
Nên cầu nguyện với Chúa phải cầu nguyện bằng đức tin, tức là cầu nguyện bằng lời của Đức Chúa Trời. Vì lời đó dành cho mình. Mình dùng chỗ này, mình dùng chỗ kia, căn cứ theo lời nền tảng của lời Chúa, áp dụng theo cái trường hợp của mình, hoàn cảnh của mình đó, mình trình dâng lên Chúa, Ngài sẽ binh vực chúng ta. Sách Quyền Sư Tô Ký đoạn 22 câu 22 đến 24 chép: Các ngươi chớ ức hiếp một người quá bụa hay là một kẻ mồ côi nào. Nếu ức hiếp họ và họ kêu van ta, chắc ta sẽ nghe tiếng kêu của họ. Cơn nóng giận ta phừng lên sẽ lấy gươm giết các ngươi, thì vợ các ngươi sẽ trở nên quá bụa và các con người sẽ mồ côi. Đây là một điều Chúa cho chúng ta biết rằng khi chúng ta đã thuộc về Chúa rồi thì con mắt của Chúa sẽ xem xét chúng ta rất kỹ lưỡng. Người thế gian khi mà ra tòa thường tố cáo nhau, vu cáo nhau. Nhưng đối với Chúa thì không được phép như vậy. Ngay cả khi chúng ta thuộc về Chúa rồi, không được ức hiếp bất cứ ai trong thế gian. Trái lại, chúng ta phải nhún nhường đến điều để được lòng họ. Cầu nguyện cho họ nữa, giúp đỡ tối đa cho họ nữa, để họ nhận biết được sự nhân từ của Chúa qua chúng ta. Nhưng nếu chúng ta ức hiếp họ, họ kêu van, Chúa sẽ sửa chúng ta. Điều này cũng nghĩa là nếu chúng ta có làm điều ác thì không bao giờ lời cầu nguyện chúng ta được thấu tai Chúa được. Vì cái thánh có chép là phàm những người kêu cầu danh Chúa không được làm điều ác. Dân số ký đoạn 10 câu 9 chép: Khi nào trong xứ các ngươi phải ra chiến trận cùng kẻ thù nghịch xung đánh mình thì phải thổi loa tiếng vang. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ nhớ lại các ngươi và ngươi sẽ được giải thoát khỏi kẻ thù nghịch mình. Tôi vừa nói loa tiếng vang đấy. Tiếng vang đây là tiếng, tức là lời Đức Chúa Trời qua môi miệng chúng ta, nó trở thành tiếng vang. Ở trong sách Dân Số Ký, Chúa dạy dân sự của Chúa khi mà ra trận đấy, có hai loại kèn thổi. Một loại kèn nó thổi để tụ họp dân sự lại, một loại kèn thổi để ra chiến trận. Thổi kèn để dân sự nhóm lại là luật pháp văn tự, còn thổi kèn ra chiến trận đó là tiếng vang đó, nói về lẽ thật, rất là quan trọng. Sự ký thứ hai đoạn 7 câu 13 đến 14 chép: Nếu ta đóng các tầng trời lại, không cho mưa xuống, khiến tàu cào phá hoại thổ sản và giáng con dịch giữa dân sự ta, và nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe tha thứ chúng nó và cứu sữa họ khỏi tay bạn. Ở đây Chúa cho chúng ta những điều kiện là khi chúng ta vì cứ sự thiếu biết hoặc trong hoàn cảnh khó khăn chúng ta quên lời của Chúa chăng, hoặc sự yếu đuối chúng ta không giữ vững đức tin mình có thể sa ngã. Nhưng mà khi chúng ta sa ngã, Chúa nổi cơn giận lên, giáng tay vạ xuống để tỉnh thức chúng ta. Chúng ta nhớ lại lời Chúa, hạ mình xuống ăn năn, kêu cầu danh Chúa, trở lại cùng Ngài, thì Ngài sẽ nghe. Và đây là điều chúng ta phải có để sử dụng đức tin của mình để cầu nguyện với Chúa. Còn Satan thì nó tố cáo người ta. Satan thường là dụ dỗ người ta và phạm tội. Khi người ta phạm tội thì nó kết án người ta, để người ta sợ hãi, không đến với Chúa nữa. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta, Ngài biết rõ chúng ta còn sống trong thời xác định bằng bữa đất này có thể sa ngã. Và bởi đó nên Chúa nói chúng ta hãy trở lại cùng Chúa, cầu nguyện với Chúa. Chúa nói tìm kiếm mặt Ngài, trở lại với Ngài, bỏ con đường tà, thì Chúa ở trên trời sẽ nghe và tha thứ tội chúng ta và cứu chúng ta khỏi tai vạn. Như vậy trên đây là những bằng chứng về kết quả của sự cầu nguyện và bằng lệnh của Chúa về việc nếu chúng ta cầu nguyện với Ngài, hay là nếu chúng ta đến với Chúa trình dâng những điều chúng ta ước nguyện đến với Chúa, Ngài rất thích chúng ta đến cầu nguyện với Ngài, là bởi vì chúng ta vẫn còn nhớ đến Ngài, còn nhận biết Ngài có khả năng làm điều đó cho mình, tức là có một sự trông cậy. Ngài rất vui khi chúng ta đến cầu nguyện với Chúa, nhưng vì cớ Ngài đã trời công bình, mọi lời chúng ta cầu nguyện, thiên sứ nghe, ma quỷ nghe, và bởi cái đó Chúa muốn chúng ta trưởng thành trọn vẹn trong sự hiểu biết lời Đức Chúa Trời, để khi cầu nguyện biết sử dụng đúng nguyên tắc để thưa chuyện với Chúa, vì Ngài là quán án công bình. Như vậy thì khi chúng ta cầu nguyện theo nguyên tắc như vậy đó, ma quỷ không kiện được, bởi vì chúng ta đi trong sự sáng. Cầu nguyện bằng lời của Chúa Trời, bằng đúng nguyên tắc đó, sao ta không kiện được. Trong sách Gia Cơ đoạn 4 câu 3 chép: Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Ở đây Chúa dạy chúng ta Chúa là công bình. Nếu chúng ta cầu nguyện theo tư dục mình, điều đó cũng có nghĩa là tâm linh của chúng ta hoặc đang mù lòa, hoặc là chưa tái sanh, hoặc là đang chết. Và bởi đó là không nhận biết được tâm trí xác thì mình cầu xin ích kỷ, cầu xin cho tư dục mình, tức là sự tham dục của mình. Thì bởi cái đó thì chúng ta phải được tái sanh. Đó là tại sao mà Chúa muốn ban Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta để giúp đỡ chúng ta. Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta giúp đỡ chúng ta điều gì? Giúp ta nhận biết được công việc của Chúa. Mình biết công việc đó là công việc của Đức Chúa Trời. Thứ hai, nhận biết được sự cai trị của Chúa trên muôn vật. Thứ ba, hiểu được lời Đức Chúa Trời. Và thứ tư, giúp cho tâm linh chúng ta
nhận được quyền năng làm con cái đôi trời mà cai trị xác thịt mình để sống theo ý Chúa. Bởi vì thường thường loài người chúng ta sống theo trí khôn, dựa theo cái khôn của mình học được của ngoài đời, mà có những cái người ta tưởng nó là khôn mà nó trở thành dại, mà không biết nó là dại. Vậy thì người ta sử dụng cái bản năng, khả năng của con người xác thịt được huấn luyện, được đào tạo bởi kinh nghiệm của đời. Như vậy thì luôn luôn bị mắc bẫy của ma quỷ. Nhưng mà Chúa chúng ta nhìn bề trong, và nếu Chúa đã nhìn thấy mà tâm linh chúng ta thuộc về Ngài rồi thì Ngài sẽ báo cho tâm linh ta biết điều đó. Như vậy thì khi tâm linh ta được tái sanh, nó luôn luôn tỉnh thức để giúp đỡ cho xác thịt mình biết mở miệng cầu xin cho chính xác như thế nào. Chúng ta vừa thấy tầm quan trọng của sự cầu nguyện, tức là thay đổi cục diện của vấn đề, thay đổi tình thế. Bởi vì chúng ta được thông công trực tiếp đến quan án công bình và Ngài sẽ xét xử ngay lập tức. Vì chúng ta phải hiểu là lòng của vua trong tay Chúa. Vậy thì lòng vua trong tay Chúa thì lòng dân trong tay Chúa, lòng kẻ cướp trong tay Chúa, lòng kẻ thù nghịch cũng trong tay Chúa, lòng của mọi người chung quanh chúng ta cũng trong tay Chúa, và thậm chí là tất cả thời tiết cũng trong tay Chúa. Ngài thì đảo lộn tất cả mọi sự được. Chúng ta nhớ chuyện của Giô-suê, khi ông cần thời gian để đánh bại đạo binh ở trong xứ Canaan, tìm cách đánh dân Ga-ba-ôn. Ông cầu xin Đức Trời cho dừng mặt trời mặt trăng lại, tức là thời gian dừng lại đi để ông đủ thời gian tiêu diệt kẻ thù nghịch. Và Chúa đã nhậm lời. Không những Ngài nhậm lời cho dừng lại, trái đất ngừng quay lại, mà chính Chúa còn khiến mưa đá trên trời xuống để đánh giúp cho đạo quân của Giô-suê thắng trận nữa. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là Chúa làm chủ tất cả mọi sự vì Ngài dựng nên muôn vật. Vậy thì khi chúng ta cầu nguyện với Chúa thì chúng ta sẽ khai phóng đức tin của mình. Mỗi khi chúng ta cầu nguyện xong, lòng chúng ta cảm thấy được bình an, chúng ta cảm thấy được vui mừng, vì chúng ta được chút được một cái gánh nặng vì biết là Ngài đã nghe và Ngài sẽ xét xử. Đừng cầu nguyện bá vơ như người thế gian này, thắp hương khấn vái cứ khấn ấy, hy vọng như vậy mà chẳng bao giờ được cái gì cả, vì không có điều gì làm chứng cho được. Như vậy thì chúng ta đã biết được tác dụng của sự cầu nguyện. Vậy thì bây giờ nội dung của cầu nguyện như thế nào? Thứ nhất, nội dung chúng ta cầu nguyện với Chúa phải nhận biết Đức Trời là quan án công bình, tức là Ngài không tê vị ai cả. Khi Giô-suê dẫn dân Israel vượt qua sông Giô-đanh và chiếm xứ Ca-nan rồi, chuẩn bị tiến đánh thành Jericho, thiên sứ Đức Giê-hô-va đến thì Giô-suê nhìn thấy. Ông ngước mắt lên, ông hỏi thiên sứ là: ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Thiên sứ nói: không, ta đến để làm tướng của đạo binh Đức Giê-hô-va. Đạo binh Đức Giê-hô-va có hai đạo, một là bên hữu và một là bên tả. Như vậy thì dân Israel thuộc về Chúa hay là thuộc về kẻ nghịch của Chúa? Vậy thì bất cứ đạo binh nào làm theo lời Đức Trời thì Chúa sẽ bình vực. Chúa không theo bên tả, không theo bên hữu. Như vậy thì nếu dân Israel làm theo mệnh lệnh của Chúa thì dân Israel sẽ đánh thắng. Rõ ràng là khi dân Israel đi trong đồng vắng, dân Amalek ra tấn công dân Israel, Môi-se ở trên gò đống giơ tay lên, giơ gậy lên, giơ lên cao như vậy thì dân Israel thắng. Nhưng mà khi Môi-se mỏi tay quá, hạ cái tay mình xuống thì dân Israel thua. Điều đó có nghĩa là khi luật pháp của Đức Trời được tôn cao, vì Môi-se đại diện cho luật pháp của Đức Trời, thì quân đội của Israel sẽ thắng, Amalek đại diện cho xác thịt sẽ thua. Nhưng nếu mà chúng ta mỏi mệt quá, không tôn cao luật pháp của Chúa đi, thì Amalek tức là xác thịt sẽ thắng. Cũng có thể như vậy, khi dân Israel đánh thắng thành Jericho rồi, nhưng mà bởi vì trong khi thu chiếc lợi phẩm như vậy đó, Akan đã lấy trộm một cái áo choàng và vàng bạc và giấu trong trại quân mình, phạm tội. Và bởi cái đó lên dân Israel phạm tội rồi thì thua trước thành Ai-hi rất là nhỏ. Đức Giê-hô-va không ở cùng dân Israel bởi vì trong trại quân có phạm tội. Đây cho chúng ta thấy rằng Chúa không tê vị ai cả, Ngài là Đức Trời công bình. Vậy nếu chúng ta làm theo lời Chúa, chúng ta sẽ thắng. Khi chúng ta cầu nguyện phải nhận biết rằng mọi lời chúng ta nói ra trong sự cầu nguyện đó là sẽ được Đức Trời nghe và xem xét. Ngài không phải nghe xong Ngài làm ngay cho mình đâu, Ngài xem xét xem có đúng không. Chúng ta nhớ lại chuyện Chúa cho hai thiên sứ của Chúa xuống thăm Abraham, và thiên sứ này nghe tiếng kêu oan ở thành Sodom và Gomorrah và tội ác của cái dân này, vậy thì Ngài ngự xuống xem có thật như vậy không. Chúa xem xét, người ta bị hại hết, ta kêu oan, thì Chúa cho thiên sứ xem xét có đúng như vậy không. Và quả thật khi thiên sứ của Chúa và nhà ông Lót như vậy đó, dân thành Sodom còn vây chung quanh tìm cách bắt hai thiên sứ của Chúa. Hai thiên sứ của Chúa phải dùng phép lạ để khiến họ quáng mắt không nhìn thấy đường đi nữa. Và đó là cái bằng chứng cho họ phải bị diệt. Và hôm sau Chúa khiến cho thiên sứ đưa Lót và gia đình của Lót ra khỏi cái thành đó. Và bây giờ Chúa giáng diêm tiêu và lửa xuống thiêu hủy hai cái thành đó. Thì cũng có thể như vậy, ngày hôm nay Chúa sẽ nghe mọi lời cầu nguyện dưới đất này và Ngài xem xét điều đó. Vậy không tìm bị ai cả. Đức Chúa Trời là đấng cứu chuộc chúng ta, Ngài là đấng có lòng thương xót. Sự nhân từ của Chúa hằng có đời đời
Sự tính chính của Chúa là lớn. Như vậy, chúng ta có thể dạn dĩ đến gần Chúa để cầu nguyện với Ngài được. Ngài hằng còn. Nếu chúng ta tin quyết Ngài hằng còn lên, mọi điều đã chép trong Kinh Thánh đó vẫn còn tác dụng ngày hôm nay. Và tôi tin quyết điều đó. Chúa muốn chúng ta đọc tất cả mọi chuyện trong Kinh Thánh đó để biết rằng Chúa công bình như thế nào. Mọi sự xảy ra trong Kinh Thánh đó ấy là sự cai trị của Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa đánh cái thành đó? Hoặc là tại sao Chúa cứu cái thành đó? Tại sao Chúa phạt người này? Tại sao Chúa đỡ người kia? Vì có lời chép. Chúa căn cứ thế đó. Vậy thì chúng ta rút kinh nghiệm được tất cả mọi sự đó, chúng ta dạn dĩ đến với Chúa trong sự cầu nguyện đó. Và chúng ta có lời hứa của Chúa Giêsu Christ ban cho chúng ta để chúng ta cầu nguyện như thế nào? Sách Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 13 đến 16 chép: chẳng có vật nào được giấu kín được ở trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mặt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Ấy vậy, vì chúng ta có thể tới lễ tượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu, còn Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thể tới lễ tượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Chúng ta quay ngược trở lại trong thời kỳ dân Israel ở trong đồng vắng, là thời kỳ mà Đức Chúa Trời đã mặc lệnh cho Môi-se và dân Israel xây dựng nền tảng. Thì cái nền tảng của Chúa quay về mặt hướng đông. Khi tất cả mọi người muốn vào được nền tảng để dân của tế lễ đó, phải qua cái cửa này. Cái cửa đó hình bóng hình Chúa Giêsu là cái cửa. Đầu tiên họ đối diện đó là gì? Của lễ thiêu. Tại đây họ dâng chiên bò của lễ thiêu. Như vậy thì các thầy tế lễ sau khi dâng của lễ thiêu xong rồi mới được phép vào trong cái nơi thánh này để cầu nguyện. Nhưng trước khi vào nơi thánh này, họ phải đối diện với cái thùng bằng đồng rất là lớn đựng nước để rửa tay. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta đến trước mặt Chúa, chúng ta phải cầu xin Chúa thương xót. Chúng ta đến với Chúa phải có của lễ, tức là Chúa Giêsu là của lễ cho chúng ta, bảo lãnh cho chúng ta để hầu cho chúng ta có thể đến trước mặt Chúa để cầu nguyện được. Như vậy thì sau khi chúng ta dừng của lễ, chúng ta đối diện với luật pháp văn tự của Đức Trời rồi, chúng ta rửa sạch tay mình, tức là sự ăn năn. Sau khi sạch tay rồi, chúng ta vào nơi thánh. Đầu tiên vào nơi thánh, chúng ta đối diện đó là bên phải là bánh trần thiết, bên trái phía nam đó là chân đèn bảy ngọn, và đối diện thẳng ở giữa cái nơi thánh và nơi thánh đó là bàn thờ sông hương. Như vậy các thầy tế lễ vào đây này thì thay bánh trần thiết và có đèn kim chân để ngọn soi sáng mình biết làm như thế nào, rồi dâng hương tại đây. Sau khi dâng hương rồi, có của lễ chủ tội mình mới có thể vào bên trong bức màn này và tận nơi chí thánh này. Tại đây Đức Chúa Trời ngự giữa hai cherubim và phán mọi mạng lệnh về Jacob và Israel. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta muốn nhận được lời phán của Đức Chúa Trời chúng ta phải đúng theo phương pháp đó, chúng ta phải qua cửa, tức là chúng ta phải là con cái của Chúa. Chúa Giêsu là cái cửa. Chúng ta được vào rồi, nhờ huyết trên con chúng ta được cứu chuộc. Như vậy chúng ta chỉ đến trước mặt Chúa qua cái thùng này là rửa sạch tay mình, tức là chúng ta ăn năn trước mặt Chúa. Trước khi cầu nguyện chúng ta phải ăn năn tội lỗi của mình, hầu cho được thương xót, được tha thứ. Rồi bắt đầu chúng ta vào sân dân hương. Như vậy chúng ta biết rõ thủ tục chúng ta trước khi cầu nguyện là phải biết là mình phải được sạch tội mình. Ăn năn trước đã. Cầu nguyện xưng tội ra trước mặt Chúa đã. Chúa cho ta hai ví dụ. Chúa Giêsu lấy ví dụ một người Pharisee. Ông ta đứng đó, ông là ô lại Chúa, con cảm tạ ơn Ngài vì con dâng một phần mười đủ các thứ bạc hà hồi hương. Con không phạm tội, không ô uế, không gian ác giống như người thu thuế kia đâu. Ở trong khi đó Chúa nói bên ngoài có một người thu thuế. Ông ta cúi gằm mặt xuống, ông ta đấm ngược lại Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi vì tôi là kẻ có tội. Chúa nói cái người thu thuế đó xưng công bình chứ không phải là người Pharisee. Thì người Pharisee đã làm công việc của mình đáng phải làm rồi, còn phán xét người kia. Là sao anh ta biết anh ta còn phạm, anh ta sạch hơn người kia? Như vậy là người nào nhận biết tội lỗi của mình, xưng tội trước mặt Chúa thì được tha thứ. Như vậy chúng ta xưng tội mình ra trước mặt Chúa rồi, bây giờ chúng ta đến trước mặt Chúa để được thông công với Ngài. Thứ hai nữa, chúng ta phải nhận biết mình là ai ở trước mặt Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời, chúng ta phải có uy quyền trong danh của Chúa Giêsu Christ, đó là luật pháp như Chúa bán phán này, Giăng đoạn 14 câu 6 này. Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Như vậy chúng ta phải trở thành con cái của Chúa đã. Con cái của Chúa còn có lúc hư mà, có lúc phạm lỗi mà. Vậy thì khi chúng ta đã là con cái của Chúa rồi thì không cần phải giết con của Chúa lần thứ hai để rửa tội mình nữa, mà chính Cha có quyền tha tội cho con của mình. Bởi vì trước khi chưa trở thành con của Chúa đó là tội nhân thì phải có huyết chuộc tội. Chuộc thành con của Chúa rồi, Ngài mua lại rồi mà. Thì bây giờ nếu là con rồi, nếu có hư Chúa đánh,
Chúa chị. Mà nếu xưng tội Chúa tha, lúc này không cần phải giết con nữa, bởi giết con một để chuộc tội nữa. Bởi vì sự chuộc đó còn có nghĩa là mua lại. Đó là con của Ngài rồi, cần gì để mua được nữa, không cần phải mua lại nữa rồi. Nhưng Ngài có quyền tha thứ vì nó có xưng tội. Nhưng bây giờ khi chúng ta làm sạch tội mình thì chúng ta được dạn dĩ đến với Chúa để chúng ta cầu nguyện với Chúa. Và khi cầu nguyện phải cầu nguyện trong danh của Chúa, trong danh chứ trong uy quyền bổn tánh của Chúa. Như chúng ta đã nói, chúng ta chỉ là con cái của Chúa rồi. Vậy thì bổn tánh của Chúa là gì? Thánh khiết, công bình, nhân từ, rồi lòng thương xót, chậm giận đầy ơn. Như vậy chúng ta có bổn tánh đó không? Nếu chúng ta còn chú điều ác, lời của chúng ta không đến trước mặt Chúa được. Chúng ta không thể đến với Chúa, Chúa còn ghét cái thằng đó lắm, Chúa đánh cái lòng trận đi. Chúng ta không thể cầu xin Chúa điều đó được. Chúng ta không thể cầu xin ô lại Chúa, cái người đó nhiều quá tiền rồi, Ngài không ban cho con, Chúa đừng cho nó nữa, Ngài chỉ cho con thôi. Không giống như trẻ con xin điều đó được, vì nó ích kỷ. Nhưng Chúa dạy chúng ta là hãy cầu xin cho kẻ lân cận mình, Chúa phước cho kẻ lân cận mình và cầu nguyện cho kẻ thù nghịch mình. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rõ được ý muốn của Chúa, bổn tánh của Chúa. Danh của Chúa là uy quyền bổn tánh. Vậy thì mình phải, thứ nhất uy quyền là con cái của Chúa được chuộc, được tha thứ tội. Thứ hai trong bổn tánh là chúng ta phải có lòng nhân từ, phải có sự thương xót, phải có sự thành khẩn, thành thật, trong sạch. Vì nếu chúng ta cầu nguyện trong bổn tánh đó thì chắc chắn sẽ nhận được, thì lời cầu nguyện sẽ đến được tai của Đức Chúa Trời. Ở trong luật pháp của Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta không được vi phạm luật pháp của Ngài. Vì nếu ta vi phạm bằng lệnh và điều răn của Chúa thì chúng ta lại là kẻ có tội rồi. Nên Chúa Giêsu dạy chúng ta ở trong danh Chúa mà cầu xin bất cứ điều gì. Thì Chúa Giêsu đã phán như thế này: nếu ngươi có cái điều răn của ta mà vâng giữ lấy thì các ngươi sẽ ở trong sự yêu thương của ta, cũng như chính ta đã vâng giữ cái điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Như vậy thì nếu chúng ta yêu Đức Chúa Trời, tin Đức Chúa Trời, hiểu Đức Chúa Trời thì chúng ta cứ làm chọn luật pháp của Chúa thôi. Những gì Chúa bảo chúng ta làm theo một thời gian, chúng ta làm đúng như vậy thì chúng ta ở trong sự yêu thương của Chúa. Mà nếu chúng ta làm chọn điều đó thì chắc chắn điều chúng ta cầu xin chắc sẽ được ban cho. Chúng ta nhớ chuyện một người cha trẻ giàu có kia, cha lại khoe mình: thưa thầy nhân lành, tôi sẽ phải làm gì để hưởng được nước Đức Chúa Trời, hưởng được sống một đời? Chúng ta này, làm theo mười điều răn thì người đó này: tôi giữ điều đó từ khi còn nhỏ. Kinh Thánh chép này: Đức Chúa Giêsu ngó người mà yêu, Chúa Giêsu nhìn người mà yêu. Rồi Chúa nói tiếp này: ngươi còn thiếu một điều này, hãy trở về bán hết gia tài mình đi bố thí kẻ nghèo đi, rồi hãy theo ta sẽ cuộc báo ở thiên đàng. Như vậy Chúa thấy rõ ràng là khi mà người vâng giữ được điều răn của Chúa, Chúa yêu chứ phải không nào? Vì điều đó sẽ bảo vệ người đó, không phải vì cứ người đó làm thì Chúa sẽ giàu có gì thêm. Nhưng mà khi người đó làm đúng điều răn đó thì người đó sẽ được phước. Và khi người đó được phước như vậy thì chắc chắn người đó sẽ vui mừng. Và Chúa muốn chúng ta vui mừng trong luật pháp của Ngài. Sách Timothy thứ 2 đoạn 2 câu 19 chép: tuy vậy nền bền vững của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên, có mấy lời như đã ấn đóng rằng Chúa biết kẻ thuộc về Ngài, lại rằng phàm người kêu cầu danh Chúa thì bị tránh khỏi sự gian ác. Như vậy là sự nhận biết mình ở trước mặt Chúa rất quan trọng. Vì ngày nay có rất nhiều nơi người ta không dạy luật pháp cho sự của Chúa, bởi cái đó thì người ta không nhận được điều chi cả. Họ cầu nguyện hoài, xin hoài, thậm chí nhờ người này nhờ người kia cầu nguyện mà vẫn không được, bởi vì họ không đi trong luật pháp của Chúa. Lời cầu nguyện của họ là gớm ghiếc ở trước mặt Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời một điều gì, chúng ta phải làm cho mình được sạch khỏi mọi điều ác bằng sự ăn năn. Làm thế nào để chúng ta có thể ăn năn sạch tội của mình được? Làm thế nào một tay của một người kia đầy dầu mỡ có thể làm sạch được tay của mình? Anh ta phải biết cái dầu đó phải rửa bằng gì mới sạch, đúng không nào? Anh có thể dùng nước sôi mà sạch được đâu? Họ không thể dùng nước lạnh mà sạch được đâu? Anh phải có xà bông. Và nếu không có xà bông anh phải có loại nhiều cho để anh thật làm sạch nó. Tại phải có một chất nào đó để hòa tan cái dầu mỡ ra khỏi tay của mình và làm sạch nó được. Anh phải biết nguyên tắc. Anh phải biết cái sức mạnh nào đó có thể làm sạch cái dầu mỡ đó đi. Thì cũng có thể như vậy. Nếu chúng ta không học luật pháp Đức Chúa Trời thì chẳng biết mình đã phạm tội gì. Mà nếu không học biết luật pháp của Đức Chúa Trời thì không thể ăn năn được. Bởi cái đó đi, học biết luật pháp giúp ích cho chúng ta. Vì luật pháp chỉ cho người ta biết tội lỗi. Vì khi chúng ta có luật pháp, Thánh Linh của Chúa sẽ cáo trách chúng ta. Chúa Giêsu phán là khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, thế gian nó về xác thịt. Như vậy thì khi chúng ta có lời của Chúa thì Thánh Linh sẽ cáo trách chúng ta. Mà khi chúng ta bị cáo trách làm chúng ta buồn bực lắm, thì chúng ta có lời hứa của Chúa, chúng ta phải ăn năn tội. Như vậy khi chúng ta ăn năn, chúng ta phải nhận biết cái tội của mình. Lời Chúa sẽ là các ngươi không thể dùng lửa cường diêm mạnh và làm sạch tội mình được. Tội lỗi ơi, hằng ở trước mặt ta, các ngươi phải nhận tội mình. Vì mình nhận biết tội của mình,
Có nhiều người ôi lại Chúa, trong ngày qua con phạm tội gì Chúa tha cho, cái đó là không được, vì không biết luật pháp. Khi biết luật pháp thì mình phải hiểu rõ được. Trong sách Matthew đoạn 5 câu 22 đến 26 chép này: Song ta phán cho các ngươi, hãy ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán, ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ là anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội mà ngươi phải ở tù. Quả vậy ta nói cùng ngươi, ngươi trả thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Đây cho chúng ta thấy khi dâng hương, tức là dâng của lễ trong sự cầu nguyện, thì phải làm sạch mình. Mình nhận biết chúng ta đang đối diện với quan án công bình, Đức Trời là thánh khiết. Mọi của lễ dù hát hay, nhiều bài hát, lời cầu nguyện hay, không có tác dụng làm sạch tội lỗi. Phải ăn năn đã thì được xưng công bình. Bây giờ mọi điều cầu nguyện sẽ được tính với Chúa. Chúa sẽ không lên nét mặt giận vì cớ là người vừa phạm tội mà xin gì nữa, người phải ngoan ta mới cho. Chúa không làm như vậy. Khi ta đã ăn năn tội lỗi mình, được tha tội rồi, thì kể từ sự đó được sạch rồi, mọi lời cầu nguyện sẽ được tính từ đó. Chúng ta phải hiểu rõ, đừng để ma quỷ lừa rằng chúng ta không xứng đáng nữa, phải để bao giờ chúng ta làm ngoan với Chúa rồi đó, bây giờ mới được cầu nguyện đâu. Không phải như vậy đâu. Sau khi làm sạch tội mình, cầu nguyện trực tiếp với Chúa luôn. Như vậy, chỉ sau khi chúng ta làm sạch mình khỏi mọi tội lỗi đã mắc, qua sự ăn năn, xưng tội cùng nhau để luật pháp Đức Trời được công bình và làm theo luật pháp như Chúa đã phán dạy đó, thì bây giờ chúng ta mới hội đủ điều kiện để ra mắt Đức Trời và trong danh của Chúa Jesus Christ mà chúng ta cầu nguyện với Ngài. Ở trong trang 16 của 23-24 chép: Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Chúng ta nhớ ở trong hai phần. Điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Tại sao Cha phải nhân danh con để ban cho chúng ta? Nhân danh có nghĩa là gì? Tức là trong uy quyền bổn tánh của Chúa Giêsu, hay là Chúa nghe lời cầu nguyện chúng ta mà Ngài chỉ hiểu theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Luật pháp phải là thật. Uy quyền bổn tánh của Chúa Giêsu tức là luật pháp là thật. Ngài chỉ hiểu cho ngươi cầu nguyện chúng ta điều này, và Chúa biết thuộc luật pháp của Ngài. Luật pháp của Ngài có điều đó không? Có chép điều đó không? Nếu có, như vậy là chúng ta được xưng công bình, bởi vì hiệp với luật pháp, hiệp với lẽ thật, chắc chắn sẽ được. Nếu ngươi xem cái điều ngươi xin ta không được, bởi vì không có cái điều nào chép trong đây cả. Không có chỗ nào ta chép trong thời kỳ này mà ta cho ngươi thấy hai vợ được. Không thể nói được. Ngươi không thể nói ngày xưa David lấy được mấy vợ mà bây giờ con có muốn có mấy vợ, bởi vì con có một vợ bên Canada, có một vợ Mỹ, có một vợ Việt Nam, con đi đâu có vợ, con phải mang vợ theo nơi đâu có tiện cho con được không? Thế nên cái điều đó không được phép, bởi vì kinh thánh không chép như vậy. Trong giới ước mới thì không có điều đó. Như vậy là ngươi cầu xin nó không đúng, trái lẽ, chưa dùng. Ví dụ như vậy. Chúa sẽ căn cứ theo luật pháp đã ban cho chúng ta đó mà xem xét vấn đề. Vậy thì nếu điều chi không có thì không có gì chúng ta xin được. Thứ hai nữa, đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi. Phải nhân danh Chúa mà cầu xin. Vậy khi chúng ta đến với Chúa rồi, ví dụ tôi cầu xin cho dân sự của Chúa, tôi nói là Chúa trong danh của Chúa Jesus Christ con cầu xin Chúa ban phước cho người này, bởi vì có lời chép. Trong khi tôi cầu nguyện như vậy, tôi biện luận với Chúa, tôi cầu nguyện với Chúa điều đó vì có lời chép. Như vậy tôi không phải tôi khơi khơi tôi tự dựng lên mà tôi cầu nguyện được, vì căn cứ theo lời có chép. Vì đây là lời hướng dẫn của Chúa, đây là con đường, đây là nguyên tắc, đó là giường mối, đó là bản mẫu mực. Vậy đó những điều kiện cho luật pháp, bởi vì khi đối diện với con ác của mình, lời cầu nguyện cũng phải đúng luật pháp nữa. Vậy thì con nói điều này bởi vì có lời chép. Khi Satan tìm cách cám dỗ Chúa Giêsu, Chúa nói vì có lời chép. Chúa dùng lời của Đức Trời đã công bố, Satan thua. Chúng ta có thể ví dụ một điều này: lời Chúa là hòn đá, lời Chúa là sự sáng. Thì cũng có thể như vậy, chúng ta đang cầm một cái viên đá có màu, có sự sáng ở đây. Khi chúng ta đặt lên viên đá vào đây, tiếp tục đặt thêm viên đá ra vào, chúng ta có một bức tường sự sáng chưa? Ma quỷ có vào được không? Không vào được, bởi vì nó sự tối tăm, không thể xuyên qua cái bức tường sự sáng này được nữa. Như vậy trong khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, tôi đều đưa ra bằng chứng về sự sáng của Chúa, Satan không kiện được nữa, bởi vì có sự sáng của Chúa. Kinh Thánh chép là nếu chúng ta ở trong sự sáng thì chúng ta thông công cùng nhau. Như vậy thì khi chúng ta cầu nguyện bằng lời Đức Chúa Trời, đó là sự khôn ngoan,
và nó là nền tảng vững chắc, và Chúa rất thích chúng ta cầu nguyện bởi đức tin như vậy. Nội dung của lời cầu nguyện: chúng ta cảm tạ, ngợi khen, tôn vinh Đức Trời. Đừng vào cầu nguyện: ôi lạy Chúa là Đức Trời của con xin Chúa ban cho con này, ban cho con điều kia. Chúng ta phải dâng lời cảm tạ Chúa, và trong suốt Kinh Thánh chúng ta, dân sự của Chúa luôn cảm tạ Chúa trong mọi sự. Chúng ta bắt đầu của sự cầu nguyện bằng lời cảm tạ, ngợi khen và tôn vinh Đức Chúa Trời, như Kinh Thánh chép trong Thi Thiên 100 câu 4: hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Khi xưa tôi chưa có hiểu luật pháp của Chúa, tôi đi nhà thờ nhưng tôi không có được tái sanh. Tôi bảo mấy ông viết Thi Thiên là nịnh Chúa sao, suốt ngày cảm tạ. Tôi nghe chối tai, tôi nói lầm bầm lên miệng của tôi đó. Cái ông David động nịnh Chúa sao, suốt ngày cảm tạ đó. Rồi tôi thấy cái mà mục sư đấy, nó mở miệng cảm tạ Chúa, hallelujah cảm tạ Chúa. Tôi thấy bực mình lắm, vì tôi khám khó chịu, vì hồi đó tôi chưa được tái sanh, chưa hiểu Kinh Thánh gì cả. Nhưng sau này khi tâm linh mà tái sanh mới thích, lời cảm tạ vô cùng quan trọng. Bởi vì khi lệ mình vô cùng, mình biết là nếu Chúa không gìn giữ mình thì mình chết rồi. Cho dù mình vừa xảy qua một cái tai họa gần như chết đó, nhưng mà cảm tạ Chúa vì chính Chúa đã bảo vệ gìn giữ mình. Do mình sơ ý thì mình bất cẩn, nhưng mà Ngài vẫn thương xót, Ngài vẫn bảo vệ mình. Satan dùng cách điều đó để giết mình, để lầm bầm, nhưng mà mình dùng điều đó để cảm tạ Chúa. Như vậy lời cảm tạ, lời khen tôn vinh Chúa, điều đó có nghĩa là chúng ta nhận biết rằng Chúa đã can thiệp để cứu mình. Chính Chúa đã can thiệp để gìn giữ mình, và Ngài đã can thiệp để giải cứu mình. Satan đến để cướp giết hủy diệt, còn Chúa đến để giải cứu chúng ta. Như vậy chúng ta cảm tạ Chúa. Chúng ta cảm tạ sự thương xót của Đức Trời trên cuộc đời chúng ta, vì Ngài tha thứ tội ác chúng ta vi phạm mỗi ngày, nghĩ sai, nói sai, làm sai với lời của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 103 câu 1 đến câu 4 chép: hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là chính Chúa nuôi chúng ta mỗi ngày. Không khí chúng ta thở, ánh nắng soi sáng chúng ta, vật thực chúng ta được có, nước chúng ta uống, và Ngài bảo vệ gìn giữ chúng ta. Như vậy chúng ta cảm tạ Chúa mỗi ngày. Bởi vì hàng ngày chúng ta vẫn biết cảm tạ người khác mà. Cảm ơn người khác mà. Khi người ta giúp đỡ mình điều gì mình cảm ơn. Mà khi mình phạm lỗi ai mình được xin lỗi. Thì tại sao chúng ta lại không có nhận biết điều đó ở trước mặt Đức Chúa Trời? Như vậy chúng ta hãy làm điều đó trước khi chúng ta xin Chúa bất cứ điều gì. Khi chúng ta làm xong công việc cảm tạ, người khen, tôn vinh Chúa, chúng ta đừng cầu xin cho mình ngay đâu. Cầu xin cho công việc gì quan trọng trước hết nữa. Cho nước Chúa, cho các thánh đồ. Hãy nhờ Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta trong sự cầu nguyện và cầu thay cho các thánh đồ và những người thuộc về Chúa. Tức là chúng ta cầu nguyện cho công việc nước Chúa lớn trước đi. Cũng giống như trước khi chúng ta trải cái giường để nên làm ngủ cho chính mình đó. Hãy xem lại xung quanh nhà chúng ta an toàn chưa? Khóa cửa chưa? Rào chắc chắn chưa? Yên tâm chưa? Rồi làm cái giường mà đi ngủ. Vì thường thường chúng ta khi trải giường xong thì muốn ngả lưng ngay. Thì cũng có thể như vậy. Hãy cầu nguyện cho nước Chúa trước khi chúng ta cầu nguyện cho gia đình riêng mình, rồi sau đến bản thân mình. Sách Giê-rê-mi ở 27 câu 18 chép: song ví bằng chúng nó thật là tiên tri và lời của Đức Giê-hô-va ở cùng chúng nó, thì nay hãy cầu thay nơi Đức Giê-hô-va vạn quân, để cho những khí mạnh sót lại trong nhà Đức Giê-hô-va, trong cung vua Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem khỏi sang qua nước Ba-bi-lon. Đây hình bóng về cầu nguyện cho các thánh đồ, cầu nguyện cho hội thánh của Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện. Tại sao chúng ta phải cầu nguyện cho các thánh đồ, cho các hội thánh của Chúa? Là bởi vì chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh. Bởi vì chúng ta dùng cầu nguyện trong trí khôn, chúng ta sẽ không nhìn thấy vấn đề đâu. Nhưng mà trong Thánh Linh biết rõ chúng ta cần phải cầu nguyện như thế nào. Từ nay ví dụ, chúng ta đang nói chuyện trong quyền lực của Thần Linh. Thì tôi từng ở trong đơn vị quân đội, chúng tôi biết. Ví dụ đây là một cái đồn lũy. Đơn vị quân đội của bên chúng ta bao vây của quân địch. Và bây giờ hỏa lực ở đây rất là mạnh, nó bắn ra. Đơn vị chúng ta không thể tấn công được. Làm thế nào có tiêu diệt được cái mục tiêu này? Chúng ta không có vũ khí lớn ở đây. Chúng ta gọi điện đài cho bộ chỉ huy trung tâm. Thông báo có tọa độ này, vũ khí cần phải tiêu diệt đó là gì? Lập tức bộ tổng tham mưu sẽ đo tọa độ đúng chính xác và họ cầu pháo từ đây đến đây. Họ có nhìn thấy trực tiếp không? Không. Họ căn cứ theo bản đồ, theo tọa độ, họ bắn pháo đến. Họ không cần nhìn biết,
Bởi vì tại mình ở đây mình có thể nhìn biết được báo hiệu cho là trúng hay không trúng, chạch xa hay chạch gần, bên trái hay bên phải, tiến hay lùi. Họ sẽ chỉnh pháo lần thứ hai, lần thứ ba là họ dập tới chính xác rồi. Cũng có thể như vậy, máy bay đối phương có thể ném bom bất cứ một tọa độ nào mà họ không thể nhìn thấy bộ binh bên dưới. Những căn cứ tin điện báo bên dưới cầu nguyện, cầu xin họ giúp đỡ, hỗ trợ thì họ sẽ ném bom đúng cái tọa độ đó. Thì trong truyền thuyết tù linh cũng tương tự như vậy. Chúng ta là người cầu thay, thiên sứ của Đức Giê-hô-va là các đấng có sức lực đến làm theo mệnh lệnh Đức Giê-hô-va. Như vậy thì họ sẽ giúp đỡ chúng ta nhưng họ không trực tiếp tham chiến. Chúng ta cầu nguyện. Vậy thì Thánh Linh là đứng ở trên trời ngày mình biết tất cả mọi sự đang bao vây tôi tới Chúa, hội thánh của Chúa đang bị âm mưu chia sẻ như thế nào, đang bị lừa bịp như thế nào, đang bị nguy khốn như thế nào mà người chủ tọa có thể không biết hoặc là tín đồ không biết chăng. Vậy thì Chúa đang tìm xem ai là người đức tin đang sử dụng tâm linh của mình thông công với Chúa, và Chúa dùng tâm linh của người đó cầu nguyện theo lời Thánh Linh báo cho, và thiên sứ của Chúa sẽ xuất hành để tấn công cái nơi đó bảo vệ cho chúng ta. Một ngày kia tôi đến để đó để tôi học và chúng tôi được cầu nguyện cho nhau. Tôi đặt tay cầu nguyện cho một cái anh đó, người Canada, anh rất là to, rất là lớn, rất là nặng nề. Và đặc biệt là khi tôi cầu nguyện cho anh ta thì tôi nhắm mắt lại tôi thấy rõ nhà anh ta đó cách một cây cầu. Và thấy những cái xe cam nhông, xe vận tải lớn ấy, chở đầy thiên sứ chạy vào chạy ra nhà của anh ta. Và trong thứ tôi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì Chúa nói xe quân sự này con. Như vậy thiên sứ đến làm gì? Để nhận bằng lệnh. Kim Thánh chết này. Các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là các thần có sức lực làm theo mệnh lệnh Đức Giê-hô-va đến để giúp đỡ những kẻ đã hưởng cơ nghiệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Giúp đỡ một cái nào? Đánh trận. Như vậy tôi bảo nói anh là người cầu thay, và khi tôi cầu nguyện tôi thấy rõ ràng thiên sứ của Chúa nhận được cái lời cầu thay của anh, căn cứ theo lời cầu thay của anh mà họ đi, họ đánh trận, anh ta khóc. Và đúng, tôi là người cầu thay, tôi rất là nặng nề thân thể và tôi không đi đâu, tôi chỉ cầu nguyện thôi. Và đúng như vậy. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là cái sự cầu thay vô cùng quan trọng. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện trong tiếng mới, có thể chúng ta không biết chúng ta đang cầu thay. Nhưng mà trong Kinh Thánh dạy chúng ta là chớ dập tắt Thánh Linh. Khi chúng ta đang cầu nguyện và được phấn khích mình để cầu nguyện đó, cứ cầu nguyện trong tiếng mới. Vì có thể chúng ta đang cầu nguyện trong Thánh Linh để cầu nguyện cho các thánh đồ, và chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện. Và chính chúng ta cũng vậy. Có những chúng ta quá mệt mỏi hoặc quên hoặc bận rộn không cầu nguyện thì Chúa dùng các tôi tớ Chúa ở nhiều nơi, vượt thời gian ở quốc gia này quốc gia kia có thể cầu thay cho chúng ta. Vì Chúa là đấng toàn năng, Ngài có thể cầu nguyện, Ngài có thể hướng dẫn tôi tới của Chúa khắp mọi nơi cầu nguyện cho nước của Ngài ở khắp mọi nơi, chi viện khắp mọi nơi. Thế chúng ta phải hiểu điều đó. Nên khi chúng ta có điều kiện, sau khi cảm tạ Chúa, hãy cầu thay cho công việc của nước Chúa, cho các thánh đồ, các tôi tới Chúa. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18 chép: Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin, hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho các thánh đồ. Chứ dùng sự bền đỗ tròn vẹn mà tỉnh thức có nghĩa là chúng ta phải hiểu rõ chúng ta còn sống trên đất này thì còn đánh trận. Chúng ta không thể đánh trận một mình, chúng ta phải đánh trận cho nước Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa, cho hội thánh của Chúa, vì tất cả đều cùng mạnh thì mình mới mạnh được. Như vậy thì nếu chúng ta chỉ cầu nguyện cho riêng mình thôi chúng ta sẽ ích kỷ. Như vậy tốt nhất là cầu nguyện cho tương mới, vì chính Thánh Linh sẽ biết sử dụng tôi tớ của Ngài và tâm linh chúng ta làm gì trong sự cầu nguyện. Để chúng ta tốt nhất là nên cầu nguyện trong tương mới. Và chúng ta phải hiểu rõ, tỉnh thức về điều này. Nên Kinh Thánh dạy chúng ta cầu nguyện không thôi là bởi vì như vậy. Khi đang làm việc tự nhiên Chúa cảm động mình nên cầu nguyện, hãy mở miệng cầu nguyện theo tiếng mới. Chúng tôi đã rất nhiều lần được đang làm việc tự nhiên Chúa thôi thúc mình cầu nguyện. Không biết là điều gì cả, cứ cầu nguyện theo tiếng mới. Mình vẫn làm việc, miệng vẫn cầu nguyện theo tiếng mới. Mình không hiểu, nhưng mình biết rõ là tâm linh đang làm việc. Và chúng ta hành động như vậy. Cầu thay cho các bậc cầm quyền và mọi người. Timothée thứ nhất đoạn 2 câu 1 đến câu 4 chép: Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khấn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Tại sao nó phải cầu nguyện cho các vua? Là bởi vì các vua thế gian này bận rộn nhiều lắm. Có nhiều khi họ làm theo xác thịt, nhất là vua của thế gian này, mà chúng ta đang ở dưới quyền của vua của thế gian. Vậy chúng ta phải cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện cho họ về vấn đề gì? Chúng ta không thể cầu nguyện cho trí khôn được. Chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh. Vì Thánh Linh biết rõ các vua, các tổng thống, các thủ tướng đang làm điều gì. Có lợi cho dân hay không lợi cho dân, có lợi cho linh hồn họ hay không lợi cho linh hồn họ. Vậy chúng ta phải cầu nguyện. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện, bởi vì với tư cách là
dân của Chúa, thầy tế lễ của Chúa. Vậy thì lời cầu nguyện cũng như chúng ta dự phần công việc cai trị của Chúa, xin Chúa thương xót, khiến cho hành động. Thì khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh như vậy, chúng ta có thể không hiểu lời cầu nguyện của mình, nhưng mà Thánh Linh của chúng ta là biết rõ điều đó. Thì Ngài căn cứ theo luật pháp Ngài ban cho chúng ta, vì chúng ta đặt quyền cai trị trong nước Ngài. Vậy thì mọi điều chúng ta cầu nguyện đó, chúng ta đang dự phần một sự cai trị. Vì nếu dưới đất này có người cầu thay thì Chúa sẽ không giáng tay vạ trên đất này nữa. Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều năm trải qua nhiều cơn bão tưởng ập vào thành phố, nhưng rồi cơn bão lại được đổ ra nước, đổ ra ngoài, chuyển hướng khác. Là vì sao? Tại hội thánh thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều hội thánh họ cầu nguyện, và bởi đó Chúa khiến cơn bão dịch đến nơi khác rất nhiều lần. Thành phố Hồ Chí Minh chưa bị cơn bão là tàn ác rơi vào hết, nó chuẩn bị vào lại quay ra. Chúng ta nhớ cơn bão gần đây nhất chúng ta cầu nguyện, theo đức tin là Chúa quay cho quay nó ra, là điều trước giờ chúng ta không bao giờ nghĩ đến. Chúng ta đã cầu nguyện xin Chúa quay cho quay nó ra, và quả thật nó không chuyển hướng mà nó quay ra, nó dần lùi ra ngoài và nó tan đi. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng chúng ta đang dự phần cai trị cùng với Đức Chúa Trời, và Chúa đẹp lòng điều đó cho chúng ta. Vì Kinh Thánh có chép: Chúa trên cao nhìn xuống xem có ai dưới đất này vì đất mà đứng nơi sức mẻ không, để Ngài không hủy diệt đất. Như vậy nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta đang đứng vào nơi sức mẻ của người đó và cầu xin Chúa thương xót. Có thể trong tâm linh chúng ta cầu nguyện, tâm linh biết nhưng mà xác thịt không biết, nhưng mà chúng ta tin chắc rằng Thánh Linh của Chúa là đấng công bình, Ngài biết hướng dẫn tâm linh ta cầu nguyện như thế nào để cứu các vua, cứu quốc gia, cứu người ta. Tôi nhớ một lần ở năm 96, tôi đã cầu nguyện trên missionary, đến 8 giờ sáng tôi lái xe trở về. Tôi đang lái xe trên xa lộ, lúc đó là 8 giờ, trên đường xa lộ đông lắm, tốc độ 120 cây số giờ, rất đầy xe như vậy. Tự dưng khiến môi miệng tôi nháy liên tục và tôi cầu nguyện cho tôi mới. Tôi đang chạy tốc độ cao, tôi đang cầu nguyện tiếng mới như vậy, tôi phát hiện là xe trước mặt của tôi cách một xe thôi, cái người lái xe đó hình như là đi làm đêm về buồn ngủ, và là tay lái. Tôi tin chắc anh ta là người của Chúa. Anh ta lái, mà cái xa lộ nó có tới bốn đường, mà anh ta lái láng như vậy mà không có xe đụng được. Anh ta láng sang bên cái đường tốc độ rất là cao, và anh ta va vào cái thành, nó có con lươn ở ở bên đường này, anh va vào dâm phải sát cả bên cánh rồi. Anh ta tỉnh dậy, nhưng mà tỉnh dậy bất ngờ, anh ta hoảng biết làm sao cả, anh ta bật trở ra không vướng xe nào cả. Và một lúc sau chúng tôi tiếp tục cùng nguyện ao ao như vậy đó, thì xe đó hình như được tỉnh rồi, anh ta biết mình đã bị đụng. Anh ta chậm dần và lái vào bên vệ đường, thì có một chiếc taxi đi trên đường đó ra và bên cạnh đậu cạnh sai anh ta. Và lúc bây giờ tự nhiên tôi không cầu nguyện nữa, thì tôi biết chắc chắn là Chúa đang dùng lời cầu nguyện để cứu người đó. Như vậy chúng ta thấy rằng không dập tắt Đức Thánh Linh là bởi vì Chúa muốn chúng ta cầu nguyện, vì trong tức thời lúc đó, trong hoàn cảnh đó, ngay tại lúc đó Chúa muốn cứu ai đó, giải quyết vấn đề nào đó. Vậy nên khi chúng ta hiểu rõ điều này, nếu được cảm động hãy cầu nguyện ngay, không cần biết lý do, hãy cầu nguyện cho tôi mới, nó điều rất quan trọng. Chúng ta phải cầu nguyện trong đức tin mà không được nghi ngờ. Mát 11 không muốn chép: Bởi vậy tôi nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Nghi ngờ tức là chúng ta không tin. Khi một người không tin, ma quỷ biết cách thức của người đó, thái độ người đó, lời nói người đó, nó biết người đó không tin. Mà khi người đó không tin, nó kết án ngay tại chỗ, khi người đó không dám cầu nguyện nữa. Bởi đó khi chúng ta cầu nguyện, phải biết chắc rằng cái điều mình cầu nguyện đó Chúa nhận lời, phải có lòng dạn dĩ để cầu nguyện với Chúa. Trong Dân Cơ Đoạn 1 câu 5 câu 8 chép: Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa, ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Không được nghi ngờ. Nghi ngờ có nghĩa là biết mình xin có được không, nghi ngờ. Mà khi nghi ngờ rồi cầu nguyện lưỡng lự không dứt khoát, mà Chúa biết chúng ta nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không bao giờ được. Chúng ta tin quyết điều đó. Bởi khi chúng ta có niềm tin như vậy đó, khi cầu nguyện xong chúng ta không còn khúc mắc, yên tâm à, biết chắc Ngài sẽ làm được, cho yên tâm. Nhưng tôi rất nhiều lần đối diện những nan đề rất là khó khăn mà tôi cầu nguyện một lần thôi. Thế này ví dụ như hôn nhân của chúng tôi không có tiền, mà Chúa bảo về Việt Nam để làm thủ tục.
Tôi về Việt Nam, tôi báo cáo gia đình, báo cáo Hội Thánh. Sau đó đó rồi, tôi trở về Canada, không có tiền. Tôi chẳng hỏi Chúa. Tại vì Chúa đã làm điều đó cho tôi, Ngài đã mở màn, Ngài sẽ kết thúc đó. Và gần một năm rồi, vợ tôi hỏi, bao giờ anh về cưới em? Thế này em đừng hỏi anh, Chúa đã làm điều đó, Chúa sẽ làm cho đến cùng. Tôi yên lặng, tôi không dồn ép, tôi không nôn nóng. Nhưng mà tôi trình dâng với Chúa, lại Chúa, đám cưới của con cần bằng này. Vì gia đình ngoại nội này bằng này, gia đình ngoại bằng này là xa như vậy này, con cần bằng này để chi cho họ tiền vào này, tiền ra này, rồi tiền nhà hàng này, tiền bao thủ tục tôi tính hết lại khoảng bằng này. Tôi trình dâng đến Chúa rõ ràng, tôi xin Chúa bằng rõ, bằng đó, và tôi chờ đợi. Tôi không có khóc lóc này xin, tôi không có vay mượn ai hết đấy. Tôi trình dâng lên Chúa và tôi tin Ngài làm điều đó. Rồi khi Chúa cho tôi về trở về Việt Nam, thì Chúa đã báo đúng ngày, tôi không thể làm nhanh được. Tôi tin quyết và ngày Chúa đã ấn định cho và tôi không thay đổi. Và khi chúng tôi trước khi đến nhà hàng, vào nhà hàng, tôi không làm điều đó. Vì Kinh Thánh chép này, đức tin của trong nước Đức Trời đó là gì? Giống như người kia gieo hạt giống trong đất đấy, nó mọc lên, rồi ban đầu là cành, lá, bông, rồi khi nó kết trái, nó chín, rồi mới hái. Tôi không hái trước, tôi không đặt nhà hàng trước. Tôi ra ngoài Đà Nẵng đối diện luật pháp, tôi làm chọn thủ tục luật pháp đã. Cho nên khi chắc chắn rằng mọi thủ tục kết hôn đã hoàn tất rồi, tôi mới vào trong nhà hàng. Rồi tôi thì bảo thôi bây giờ lần nào mình cứ đăng ký trở thủ tục rồi thì 40 ngày cơ thì mình vào trong thành phố Hồ Chí Minh đi đặt nhà hàng. Và không, tôi sẽ không làm điều đó cho nên khi tôi biết chắc chắn cái giấy kết hôn trong tay tôi. Đó là luật và tôi không làm trước. Tôi chờ đợi, chúng tôi ở ngoài đó cho đến khi có giấy tờ rồi tôi mới vào. Và tôi cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng tôi biết cái nhà hàng đó và chúng tôi đi khắp mọi nơi rồi, không có chỗ nào rẻ hơn cả. Chúa bảo là tao cho con người chỗ này rồi, chúng tôi đến nhà hàng đó. Khi đến gặp họ, họ nói bây giờ anh chị đã đến năm trước đến đây để tham khảo rồi, chúng tôi chấp nhận cho anh chị cái giá này. Tôi thấy rõ ràng Chúa có bàn tay quyền năng tham dự vào, là bởi vì năm trước có 160 đô cho một bàn 12, năm nay tới 190. Nhưng họ chấp nhận cho tôi cái giá của năm trước và cái thực đơn của năm trước. Thực đơn năm nay không ngon mà năm trước. Tôi lấy cái đơn của năm trước tôi cầm trong tay. Họ chấp nhận làm điều đó cho. Và họ làm ơn cho tôi nữa là chúng tôi sẽ cho phép anh chị mang nước ngọt của mình vào. Và không phải mua ở trong chúng tôi. Như vậy đỡ tiền nhiều lắm rồi. Và tiếp nữa anh chị muốn căn phòng rộng bao nhiêu chúng tôi cho. Anh muốn xin bất cứ điều gì trang trí chúng tôi sẽ làm cho. Như vậy chúng thấy rõ ràng là Chúa đã giúp tay vào rồi. Cuối cùng họ mới hỏi ngày nào. Chúng tôi đến ngày 1 tháng 8. Anh dở hết. Rồi đến ngày 1 tháng 8 nó rửa cặp zip qua rồi. Kín hết rồi. Anh rửa lại. Còn đây, 1 tháng 8 còn trống chỗ. Chúng tôi ký luôn ngày đó. Đúng một tiếng sau thì Đại sứ quán Thụy Điển đến để lấy cái phần đó. Thì họ không được phần đó nữa. Họ phải phòng cái nơi nhỏ hơn. Bởi vì chúng tôi đặt cái sảnh đường lớn nhất. Trước 1 giờ. Rõ ràng Chúa có can thiệp. Và chúng tôi tin hoàn toàn nơi Chúa. Và Chúa chúc phước cho cái đám cưng chúng tôi. Đủ tất cả mọi thành phần. Đủ các hệ phái ở trong đó nữa, đầy đủ hết. Vì Kinh Thánh chưa, thế ai tin cậy Đức Giê-hô-va không bao giờ hổ biện, hổ thẹn bao giờ. Chúng tôi trình dâng lên Chúa và không thay đổi. Chúa đơn thành tín. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta phải tin quyết, phải tin vào Ngài và trông cậy nơi Ngài. Vì cái lời cầu nguyện chúng ta ở thấu đến tay Chúa. Khi chúng ta dâng lời cầu nguyện phải kiên trì chờ đợi Chúa trả lời. Kiên trì chờ đợi rất quan trọng. Mác đoạn 4, câu 26, 29 chép, Ngài lại phán rằng, nước Đức Trời cũng như một hạt người vãi hạt giống trong đất, người ngủ hay dậy, đêm và ngày giống cứ nảy trồi mọc lên, mà người không biết thế nào, vì đất tự sinh ra hoa lợi, ban đầu là cây, kế đến là bông, đoạn bông kết thành hột, khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến. Ở đây rất quan trọng cho chúng ta. Tôi nói một ví dụ thực tế. Năm 97 khi tôi trở về Việt Nam thi hành chức vụ lần đầu tiên thì chúng tôi có gặp rất nhiều người nghèo hầu về Chúa. Nhưng mà gia đình họ nghèo lắm thì chúng tôi có cảm thông với một anh đó ở Thanh Sơn, Dĩ An đó. Thì chúng tôi về cảm động anh em với nhóm đó dâng cho anh ta 500 đô Canada. Tôi cầm trong tay rồi nhưng mà không được gửi. Tôi sẽ cầm về cho anh ta thôi. Thì tôi có báo về cho nhóm bên đó cầu nguyện để anh ta mừng rằng chúng tôi sẽ đã có 500 để dâng cho anh ta để xây dựng ngôi nhà ở trên núi đó. Khi anh ta nhận được cái tiền đó rồi, lập tức anh ta đi vay tiền người khác để tiêu ngay. Rồi khi tôi vừa sang đến nơi như vậy thì anh đã đến ta hỏi tiền. Tôi nói anh ạ, tôi không nợ tiền anh.
Số tiền của chúng tôi cầu nguyện là dâng cho tôi tới Chúa để xây dựng ngôi nhà đó. Nhưng tôi để biết anh đã dùng, anh đã biết chúng tôi dâng cho anh đã vay tiền để xây dựng điều khác rồi, nhưng mà anh vi phạm mệnh lệnh của Chúa rồi. Nhưng chúng tôi đã hứa chúng tôi sẽ làm việc đó, anh không được lần thứ hai. Mới được hứa thôi, nhưng nếu người ta không đến tiền trước thì sao? Có rất nhiều người đã nghe người nọ người kia hứa rồi vay trước tiêu trước đi, rồi đến khi người ta không không giữ được lời hứa đó thì sao? Kinh Thánh chép này, thà xưng Đức Chúa Trời là thật và là người là giả dối. Có thể lúc họ vui mừng, họ muốn, họ hứa, nhưng sau đó hoàn cảnh khó khăn xảy đến, họ không giữ được lời hứa nữa thì sao? Vậy chúng ta không thể căn cứ vào lời ta hứa, chỉ có một mình Chúa hứa là thành tín mà thôi, bởi vì Ngài là toàn năng. Còn là người là bất năng, họ hứa nhưng không thể làm được, vì chúng ta là đất, chúng ta không biết trước được tương lai của chúng ta, vì làm gì chúng ta có thể hứa được? Để chúng ta phải cẩn thận về điều này. Thì khi chúng ta cầu nguyện với Chúa phải chờ đợi, chúng ta phải tin vào Đức Trời toàn năng. Vì có nhiều người là khi nghe lời tiên tri rồi, rồi tưởng nó sẽ đến ngay như vậy đó và đòi, mà khi không được đến họ làm bầm chống lại, nói là tiên tri giả. Sách Giê-rê-mi đoạn 32 câu 7 chép: Này, ta là Giê-hô-va, Đức Trời của mọi loài xác thịt, có sự gì khó quá cho ta chăng? Vì khi chúng ta đặt vấn đề lên Chúa rồi, đừng thay đổi ý kiến. Có những người cầu nguyện với Chúa xong quay ra tìm người khác giúp đỡ, và là sau người đó bị bất tín trước mặt Chúa. Chúa nói như vậy: các ngươi coi ta với người ta giống nhau. Vậy thì hãy cầu nguyện với bạn của ngươi đi, người đó là Chúa của ngươi. Vì ngươi đã cầu nguyện với ta điều đó rồi, ngươi cũng dùng người khác cầu nguyện với người đó nữa, nhờ người đó nữa. Như vậy là người đó, ngươi đã coi người đó ngang hàng với ta rồi, vậy ta không can thiệp nữa. Và là sau chúng ta cầu nguyện với Chúa không được nữa. Người đời có câu là một sự bất tín là bạn sự không tin. Nên ta phải cẩn thận, đã trình dâng điều gì cho Chúa hãy chờ đợi. Phải tin Ngài sẽ làm điều đó, Ngài sẽ làm thành điều đó. Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3 chép: Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Chúng ta phải xin tất cả mọi sự, có những sự Chúa mặc khải cho chúng ta, chúng ta phải tin quyết rằng sự bí mật thuộc về Chúa, sự tỏ ra thuộc về chúng ta. Như vậy khi Chúa bày tỏ điều gì mà mình không hiểu, phải cầu nguyện với Chúa, phải xin. Và nếu Chúa cho chúng ta thấy chiêm bao điều này điều kia đó, ví dụ chúng ta thấy Chúa cho người đến mang tiền cho chúng ta, nó thấy số tiền là khoảng 10 triệu, sáng sau mình in chắc là Chúa là đứng thành tín, Ngài cho ta 10 triệu, thế nào Ngài mang đến, vội vàng đi vay mượn, mai giờ không thấy đến nữa. Nhưng ta phải cẩn thận, có chiêm bao Chúa thử lòng chúng ta, có chiêm bao Chúa hứa và phải đến kỳ, vì Chúa không cho chúng ta biết ngày nào. Vậy thì chúng ta tin Ngài đã hứa, Ngài sẽ làm thành điều đó, đến kỳ đã định. Cái kỳ mà Ngài biết, vậy chúng ta xin Ngài làm chọn điều Ngài muốn, chúng ta trông đợi. Tôi cũng vậy, Chúa cho tôi chiêm bao số tiền này, số tiền kia, tôi có trông cậy Chúa. Kỳ nào tốt nhất Ngài đang Ngài ban cho con cái mà Ngài. Tôi không vì cơ đó tôi đòi, không, Ngài đâu có nợ tôi. Ngài hứa ban cho, nếu tôi xứng đáng đúng kỳ Ngài sẽ cho. Vì Ngài đứng bù lận, và tôi tin cậy điều đó và tôi trông đợi. Chúng ta phải tin cậy vào điều Chúa hứa cho chúng ta. Sau khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải luôn nhớ trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta ngày hôm nay thấy đơn của Việt Nam là gì? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Rồi dưới mới đơn xin, đúng không nào? Để nói cái chủ quyền, chúng ta đang cầu nguyện trong dưới một chủ quyền. Thì cái người xét xử cái đơn đó cũng ở dưới cái chủ quyền đó. Vậy khi chúng ta trình dẫn đến Chúa điều gì đó, chúng ta cũng phải cầu nguyện trong danh Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa như vậy, chúng ta nhớ lại về mình, cuộc đời của mình có trong danh Chúa không? Thời kỳ vừa rồi mình có trong danh Chúa không? Thì khi mình cầu nguyện dứt lời cho mình nhớ là mình đã cầu nguyện trong danh Chúa, mình phải giữ vững lời của mình, mình phải giữ vững đức tin của mình cho đến khi Ngài ban điều đó cho mình. Như vậy thì mở miệng với Chúa cũng vậy, trong danh Chúa Jesus con cầu xin với Chúa điều này. Rồi sau đó chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen có nghĩa là xin điều đó được nên. Chúng ta chú ý cho các bản tiếng Việt dùng chữ nhân danh, hay có nghĩa là trong uy quyền bổn tánh. Danh là uy quyền bổn tánh. Tiếng Anh thì rõ hơn là in the name, tức là trong uy quyền và bổn tánh. Nhiều người tức là nhân danh. Trong Giăng đoạn 15 câu 4 chép: Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Cứ ở trong ta, ở trong lời của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta biết rõ rằng lời cầu nguyện vô cùng quan trọng. Và để có thể cầu nguyện với Chúa được cũng quan trọng nữa. Vì nếu không có đủ tiêu chuẩn
thì Chúa dù chúng ta cầu nguyện kỹ lưỡng hay đúng thủ tục đến đâu chứ nữa cũng không có tác dụng. Cũng giống như chúng ta viết lá thư tuyệt vời, hay lắm, viết chữ cực đẹp ở trên phong bì, rất đúng, nhưng mà không có tem, không đóng tem, thư trả về, không thể đến nơi được. Hoặc cũng có thể như vậy, chúng ta viết rất rõ ràng, có tem rồi, địa chỉ không rõ ràng hay sao? Thư đến ai? Chúng ta cầu nguyện cho ai? Ô đại Chúa, cảm tạ Chúa. Không được, Chúa nào? Kinh Thánh có chết, ma quỷ cũng xưng nó là Chúa của thế gian này. Và chính Chúa Giêsu phán là vua Chúa của thế gian này hầu đến. Như vậy chúng ta phải biết rõ là tầm quan trọng của lời cầu nguyện, nó còn lệ thuộc vào sự tôn trọng thủ tục, tôn trọng nguyên tắc của lời cầu nguyện nữa. Giăng 15 câu 7 chết: Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Như vậy, quay ngược lại vấn đề, nếu chúng ta muốn mọi điều mình muốn sẽ được trong sự cầu nguyện đó, thì chúng ta phải có lời của Chúa ở trong chúng ta. Thứ nhất, thuộc Kinh Thánh. Và chúng ta phải ở trong Ngài, tức là ở trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Nếu mà người kia thuộc Kinh Thánh mà vi phạm luật pháp của Chúa, thì người đó cầu nguyện không được. Nếu người kia ở trong luật pháp của Chúa không phạm tội, mà anh ta quên nhiều lời Chúa quá, cầu nguyện lúng túng. Lúc thì thưa cha, lúc thì thưa Chúa, cứ khóc lóc thôi. Anh ta có xin được điều Chúa ban cho không? Không. Vì Chúa nói là đừng có tưởng mình cầu nguyện nhiều mà được nhận. Phải nói chính xác. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là sự cầu nguyện giúp chúng ta được thay đổi tình thế, thay đổi hoàn cảnh, đệ trình đến Đức Chúa Trời điều nhu cầu của mình, hầu cho mình có thể nhận được từ nơi Chúa, hoặc có thể nhận được sự giải cứu, sự ban phước, sự chi viện của Chúa cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải tôn trọng hai vấn đề nữa, đó là phương pháp cầu nguyện, nội dung cầu nguyện, và tư cách của mình trước mặt Chúa để cầu nguyện như thế nào, hầu cho mọi điều chúng ta cầu nguyện đó sẽ được nhận. Bài tuần sau chúng ta học phần thứ tư, đó là cầu nguyện lúc nào, ở đâu và như thế nào, cho đến hết bài cầu nguyện này. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa Thánh Linh cho chúng con thời giờ vừa qua để chúng con được đối diện với luật pháp của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa của chúng con là Đức Chúa Trời công bình. Ngài là quan án công bình, Ngài đang ngồi tòa để xét xử muôn dân. Và Chúa đã ban cho dân Israel mạng lệnh luật pháp của Ngài. Và ngày hôm nay, Thánh Linh bày tỏ cho chúng con những lẽ thật mầu nhiệm trong luật pháp đó, để chúng con hầu việc Đức Chúa Trời trong cách mới, tức là trong luật pháp văn tự và luật pháp lẽ thật và trong tâm thần, để chúng con cùng hiệp một cả thân hồn và linh chúng con để thờ phượng Ngài. Và bởi đó chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, Ngài dạy chỗ chúng con biết sử dụng lời của Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện như thế nào, biết bình luận với Chúa như thế nào, để chúng con được xưng công bình, thứ hai được đồng với Chúa Giêsu cai trị trong nước của Đức Trời ở ngay trên đất này. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài yêu thương chúng con, nên Ngài đã ban cho chúng con thần linh của Chúa dẫn dắt tâm linh chúng con hiểu biết được lẽ thật của lời Chúa, và Ngài đang tiếp tục dẫn chúng con vào trong nghĩa thật bổ nhiệm cao hơn, mà Ngài đang tập tành cho chúng con dương nổi công đồng, tập cho chúng con đánh trận trong Đức Chúa. Cầu xin Chúa ghi tạc lời của Ngài trong lòng chúng con, vì chúng con biết rằng khi chúng con có lời của Đức Trời trong lòng mình, thì khi chúng con đối diện bất cứ một điều kiện nào, hoàn cảnh nào, trường hợp ra sao, thì tâm linh của chúng con sẽ được Thánh Linh Ngài dẫn dắt, giúp cho tâm trí thức của chúng con đầu phục vào lệnh của Chúa, để hiệp một sử dụng môi miệng chúng con chỉnh dương lên Đức Chúa Trời theo như sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh vậy. Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài Đức Chúa Trời tốt lành, mưu luận, quyền năng. Xin Chúa dạy dỗ chúng con, dẫn dắt chúng con để khiến chúng con được trưởng thành trước Đức Chúa, được là con cái trưởng thành, để Chúa giao chìa khóa Đức Chúa cho chúng con, hầu cho chúng con có thể hầu vì Chúa cách điện binh Ngài được. Xin Chúa ban ơn cho chúng con những tuần sau, chúng con tiếp tục học tiếp trong các luật pháp đã thật trong nước của Ngài, đặc biệt trong nền tảng căn bản trong tin lành của Đấng Christ mà chúng con đang học đây, tiếp tục được trao dồi, được trọn vẹn trong sự hiểu biết chúng con cho Đức Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa với sự bình an Chúa ban cho chúng con buổi tối hôm nay, và chúng tiếp tục đưa đường chúng con trở về nhà được an toàn và tiếp dẫn chúng con trong những ngày sắp tới. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.